Sao có bữa xài gậy rồng, có 13 bữa nay lại gậy xài mèo xài mãng xà đâu? Hôm nay gậy vẫn gậy rồng anh em ơi. Gậy rồng này bây giờ tôi dùng gậy rồng rồi. Gậy rồng của tôi hôm nay là ngon rồi anh em ơi, còn rồng vàng thôi. Được chưa? Bác qua cầu 3 em cho bác ít đồ. Ok, người anh em cầu 3 luôn này. Qua cầu 3 anh em ơi, có người anh em lại cho đồ. Cho đồ gì đây? Vào việc luôn. Gì đây? Anh Bin à? Người em cho gì nào? Ấy à, sừng gãy. 5 cái à? Có like không? Có like không xin ít? Có like không? Cho sừng gãy phải cho like thì mới xoay được chứ. À, có like à? Ôi ơi, ai à, ai à, ủa, cho cái nỏ rồng này, cho kiếm rồng này và cho một cái tay hỏa long anh em ơi. Ok, cảm ơn bác nhé, cảm ơn bác nhé, ngon chết anh em ơi. Chào em Danh Nguyễn, con màu UPK kia bị AD nó xóa hết điểm master rồi bác Hải ơi. Đâu, cứ đến cuối tháng là reset lại master anh em ơi. Tất cả anh em đều bị đưa về một master hết anh em ạ. Đấy, tất cả mọi người đều như vậy thôi. Có thông báo rồi mà. Thấy thằng AD nó thông báo từ hôm thứ năm rồi anh em ơi. Thông báo trên group từ hôm thứ năm rồi. Hầu như tất cả mọi người đều biết rồi. Ngon chết. Chào anh em Tuấn Trần. Rồi, chuẩn bị build loot rồi. Để tôi xem thằng bạn tôi đâu nào. Alo bạn ơi. Blue loot đi. Blue loot đi. Tôi có phải sang tôi xoay một phát anh em ạ. Xoay một phát đã, cho nó có đỏ không đã. Xoay phát đi. Cun đun này. Ui mẹ, đỡ được bên Blade nào. Đi Blue loot đi bạn ơi. Ấy à, bạn tôi cày trên YouTube được lông blue à. Ngon đấy, ngon đấy. Đi blue thôi bạn ơi. Đi blue đã. Một viên trao này. Đây tôi để tôi xoay tạm một con sói anh em ơi. Xoay tạm con sói đã. Đấy nha, bảo là xoay giúp cho một con sói tấn công, mẹ đưa cho tôi 5 cái sừng gãy bảo tôi xoay sói tấn công anh em ạ. Người anh em ok đấy. Ba cái viên lai này tỷ lệ là 30% anh em ơi. Trả Bắc Kiệt nỏ rồng chưa bác? Trả rồi anh em ơi, trả rồi. Chào người anh em Văn Phạm, qua bác Hải trả bài kỹ quá. Hôm qua là ganh, hôm qua là đến ngày em ạ, tuần 2 tháng 8 năm 96 mà. Đấy, 30% anh em ơi. Xoay lên sói phòng ở sói thường là 30% từ sừng gãy này, một viên trao và 30 like. Xin phép là xoay một phát để đi blue nào. Xin phép xoay một phát 30% lên. Xịt ôi, làm phát nữa anh ạ, làm phát nữa đấy, làm phát nữa cho được rỡ đây. 30% không lên ạ. Thế là bình thường này, một sừng gãy này, 1 2 3 1 vẫn 30%. Cho quả bùa lên đi, 35%. Ủi mẹ, thêm hai quả bùa anh em ơi. Đấy, thêm hai quả bùa thêm được 10% nữa này, mẹ không lên được không. Vào chưa bạn, vào vào lút chưa? Đây. Lên Ido. Ơi đây đang xoay anh em ơi, đang xoay đây xịt à. Chào anh em Kiên Tử Tế, ông người anh em chứ gì đã bảo xịt rồi. Bộ đồ ông cộng mấy rồi? Bộ đồ tôi vẫn là cộng 12 anh em ơi, vẫn cộng 12 thôi. Chào anh em Tân Đỗ nhá. Cảm ơn người em Ryu đã chia sẻ phiên like. Ôi chia sẻ là ngon rồi anh em ơi, là lên rồi đấy. Lên mẹ ơi, cho bùa vẫn xịt đấy nha bạn. Thôi đi một lút đã. Đi một lút đã anh em ơi. Vậy cho vé này. Phải lấy cái vé cái. Bao cách 4. Nào có vé đã. Đây là vé đây rồi. Bạn vào rồi đúng không? Đây để tôi đang vào đây. Tối có phải đi nhảy cầu anh em ạ. Phải nhảy cầu đã. Làm gì thì làm. Đeo có máu này. Đi mua máu đã, quên. Chưa có máu này. Máu đây. Làm ít máu đây. Rồi thế rồi là được rồi. Rồi đi blue. Deviat. Có khi nhảy cầu này đỏ. Ok anh em ơi, nhảy cầu. Có cảm giác anh em ơi đang mùa bóng. Phải nhảy cầu, tập dần đi anh em ơi. Tập dần cho nó có gọi là gió thổi như nào, độ cao như nào, anh em phải căn chỉnh tốt. Vào việc. Lên. Đấy. Lại đông vui anh em ơi. Anh em nào thích soi đồ gì không nào? Cái gì bạn ơi? Tôi cũng không để ý. Chắc là 1 giờ đêm, 2 giờ đêm. Về cuối PT bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn hàng chết nguồn đâu? Hàng chết nguồn rồi.
Tôi đánh trên đầu này. Gui Nó Kiệt được và tôi Hải đi. đây, gui gui của tôi là DK Pro anh em ạ. Mẹ, cái thằng bạn tôi đặt quả tên Gui Pro. Tạo nhóm đây. Thế để tôi tạo ông khác xong rồi. Đi đi đi, đi tạo nhóm nào. Vào nhóm đi em ơi, vào nhóm đi. Vào nhóm đi anh em ơi. Xin điểm mua. Tạo nhóm này, bạn búp chưa? Để búp cho bạn búp cho tôi. Tôi búp cho bạn để tôi đi tìm xem công nào PT được không nào. Đi PT đông cho vui nha bạn, nhảy cầu nó phải nhảy cùng đồng đội nó mới vui. Nhảy một mình nó lạnh anh em ơi, lạnh lạnh lạnh. Ba mẹ này Lạnh lắm. Đây là công vào rồi cả, tạo nhóm này. Chào anh em sang chân, nhảy nhảy thôi đây anh em ơi, phải tập dần anh em ạ. Mùa bóng này phải anh em phải tập nhảy dần đi. Đấy, lên cầu xem gió nó có mát hay không này. Đấy, phải tính độ cao từ trên xuống mặt nước là bao nhiêu này. Đấy, tốc độ gió nó thổi như nào. Nhảy xuống nước nó còn êm nhưng nhảy vào chân cầu là hơi đau anh em ạ. Đau đấy. Nhảy phải chuẩn anh em nhá, phải nhảy phải chuẩn đấy. Người ta có gui riêng rồi. Đấy, tôi vẫn gui cũ anh em ơi, tôi vẫn gui cũ là gui DK Pro. Đặt ông bạn tôi là ông Kiệt, thằng Kiệt gà. Nó đặt cái gui nó ngày xưa chơi DK đặt là DK Pro ạ, à. Tức là phải chơi DK phải Pro. Chơi một thời gian là anh em nó hành cho lên bờ xuống ruộng, cuối cùng nó bỏ DK chuyển sang F anh em ạ. Quá nhục luôn. Xin chào người anh em Nothing is Joy. Chào bác Dương Dương ai nhỉ? 0661. Khi nhận Dậy. của bạn tôi là vẫn thất mạng nha. Bây giờ Dậy tôi mạnh vào solo. lại solo. Ok, tí nữa solo. Ok. Gậy thiên sứ hay gậy rồng đam to hơn vậy? Gậy rồng mà cộng 13 mà 28 mọp là đam to Một trăm hơn mà anh đeo em nhá. nha. Một trăm mà Đấy. đeo nha. Ok luôn. Mà ok luôn đâu để nhà cầu của anh đây đây là bắt đầu làm gì đấy. Vào việc luôn à? Để biết sao. Ok, vào việc. Xin chào anh em Tuấn Trần, hôm nào anh em offline, bạn nói ông Kiệt đầu tư mấy cặp gà. Ui gà đơn giản anh em ơi. Gà đơn giản quá, mẹ mang mấy con gà đắp đất lên là ok anh em, mình là lai dài là ok đấy. Xem đồ Kiệt đi bác, đâu thực bạn tôi đâu rồi. Bắt đầu rồi kìa, ủa ai lên rồi, bắt đầu lên rồi. Tình tình bạn ấy bị bạn đi đâu rồi đấy, nhanh thế. Hả? Trời ơi, tôi bạn bảo bạn từ từ thôi, hai anh em có hai anh em thôi, đội hình kia nó đông lắm bạn ơi, bạn phải từ từ. Anh xem từ từ đã. Tôi cái tele cái nào, mẹ tele anh em, ôi anh em ơi tha tôi là, ôi đừng vướng quái nhá, vướng quái là khổ đấy, vướng quái là khổ đấy, chạy đây, chạy đây, chạy, ôi rồi, ôi rồi, chạy đây đây. Tele tele tele. Ui giời ơi anh em kìa. Ui giời ơi tele đây kìa. Phước quái như vậy tele mà quái là đéo tele được. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào. Ê tên bình tĩnh nào. Thế cuối cầu, về cuối cầu. Anh em đuổi vừa thôi. Đuổi vừa thôi được đi. Chết tôi đéo được anh em ạ. Anh em gọi bảo kê khét quá này. Chăm sóc ghê quá anh em ạ. Đâu Nè. đâu đâu bạn tôi đâu, vào tôi bạn làm trận solo là đứng đây. Hàng hàng Nào trước vừa đâu, đây đi vào. Từ đây để tôi xoay đồ bạn đã, bạn đứng yên đã, để tôi xoay đồ. Để tôi xoay đồ bạn đã. Đứng im. Nào, chúng ta cùng xem đồ của anh em gọi là Kiệt gà nào. Vẫn xét danh ngân là cộng 12, mẹ gọi cộng 12 nhưng mà là dòng lởm quá bạn ơi. Tăng lượng gen 30% à? Bạn tôi nguyên xét từ cộng 12 tăng gen anh em ạ. Win này, win 2 cộng 13 là em ngon rồi này. Đấy. em mà xem này. Nỏ rồng cộng 13 này. Tăng được đánh min max cộng 19 này, sức đánh 28 mob này, phục hồi HP anh em ạ. Phục hồi HP, nỏ sói tấn công này. Ring pen cộng 3 dòng lởm. Ok, ngang với tôi đấy. Cũng ngang với tôi rồi. Nào. Một trăm bạn em nha. Cái gì? Bây giờ năm mươi bạn em nha. Trăm bullet đi, làm trăm bullet đi cho nó máu đấy. Ok. Đâu rồi, đi đâu rồi, đi đâu đây? Bạn chết rồi. Bạn về đâu đây? Đây bạn đây. Bạn đang ở đâu? Đang vào trong này. Vào trong đâu? Ô hạt đây nhỉ. Anh nhầm à? Tôi đã quyết đấu bạn đâu. Ôi dạy. Bạn bị ông nào bê đi, bạn bị ông nào rủ dê đi đánh nhau đúng không? Tôi vẫn đứng đây này, tôi vẫn đứng đây mà bạn tôi đã vào trong rồi kìa. Nhanh lên vả vả nhau nhanh, còn tôi còn đi xoay Nhanh. xoay 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 sói đây bạn ơi. Đây. Vào đây quyết đấu máu biết đầy đủ nhá. 100 bullet là đúng không? 100 bullet nhá. Đấy, bạn phải biết bạn làm gì rồi đấy. Nào búp lên.
chết rồi. Ui, chết tôi rồi, là mạng nó chưa gì đã lao mồm nó rồi. Bình tĩnh em ơi, hết sức bình tĩnh. Không có gì phải vội cả. Chết rồi, nay mặt thua rồi. Từ từ, bình tĩnh nha. Từ nhá, bình tĩnh nhá. Chưa búp xong bạn ơi, bạn làm cái gì đấy, chưa búp xong. Người ta còn chưa búp đây này. Hãy từ từ thôi. Thêm bạn này. Ra chiến trường nó có cho bạn nào hết từ từ mà mày hết bắn thì nó bắn mày chết. Từ từ đây rồi, vào việc, vào đây thì đây mẹ lại choáng anh em ơi. Chết tôi rồi, 3-0 rồi. Bác Kiệt mang nỏ rồng xinh gái quá kìa. Xin chào anh em Hoàng Tuấn, ném bot đi bạn. Đây đây anh em ơi, đợi tí tôi ném bot. 3-0 rồi, hỏng rồi. Hồng rồi, mẹ đéo gì như hack đi bạn ơi. Bạn ơi, bạn tha tôi đây. Ui, mẹ, ui rồi ơi, 4-0 rồi anh em ơi, thằng này bắn kinh quá này. Master của tôi cộng ngon rồi anh em ơi, mà không ăn thua này. Thằng nào các bạn tôi gán thế nào, bạn ấy lột hết. Vào đây. Bắn từ xa anh em ơi, 4-1 nhá. Từ từ bạn cứ phải bình tĩnh. Chim bắt đầu ngừng hót nhá. Chim bắt đầu ngừng hót rồi. Đi mẹ chứ gì, bạn đã vã tôi thế này rồi, choáng đi được anh em ơi. Vừa tele vào băng đây anh em ơi, không kịp tele luôn. Áp sát vào nó choáng luôn bạn ạ. Áp sát vào nó choáng tôi luôn đấy. Từ đó để tôi zoom lên to lên ạ. À. Đâu bạn đâu? Đây. Bạn đâu? Không hiện bạn ở ngay trước mõm tới chỗ đó nhỉ? Đi đâu đấy người em ơi? Đứng lại solo cho hai người đàn ông đi. Làm gì mà chạy nhanh thế? Thịt mẹ đi đâu ơi. Ôi trời mày quá, thịt mẹ này mới kịp. Chết chưa bạn ơi, bạn cứ từ từ bình tĩnh nhá. Bình tĩnh. Tôi còn chưa sử dụng tele đâu nhá. Tôi còn chưa sử dụng tele đâu anh em ơi. Anh Hùng núp rồi. Bạn tôi đâu? Bạn này. Ép bắn căng lắm anh em ạ. Em bắn căng lắm, chào anh em Cường Nguyễn cho vào vui với bác Hải. Ok người anh em ơi. Đâu rồi, bạn thằng hạ tôi rồi, bạn tôi rồi, mẹ 6-2 nha anh em ơi. 6-2 rồi. Kể phải tele ngay, chuồn anh em ạ, chuồn ở trong cách kia. Chuồn vào mõm bạn tôi thế, bạn ơi đằng sau bạn đây này. Bạn tiến đây. Chạy chạy này, cứ bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ạ. Bạn cứ bình tĩnh. Đấy, tôi đã bảo rồi, bạn cứ bình tĩnh nhá, bạn cứ phải từ từ nhá. Cứ từ từ, chim sẽ phải ngừng hót nhá. Không có gì phải vội cả. Vào đây, hay, ngay nha mọi. Chuồn ngay. Chuồn đi các mẹ bạn. Áp sát kinh thế bạn ơi, để cho người ta thở tí nào. Bạn này, định làm gì? Từ từ cứ bình tĩnh. Mẹ chết cha, mẹ kè lè đúng mồm luôn anh em ơi. Hồng. Hồng. Choáng. Ui, mày quá tè lè kịp. Anh em ạ. Bạn tôi ơi.
Trời ơi, cứ bình tĩnh bạn nhá. Không được bị vội nhá. Xin lỗi. Bình tĩnh em ơi, đánh với F phải từ từ, đứng gần nó choáng đấy em ơi. Phải ok chết 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 rồi, bốc cứt rồi. Bốc cứt rồi, cái lẽ ngay em ơi, chuồn 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 chuồn. Ôi lắp lắp sát kìa. Ui rồi nó chạy nó đuổi kìa. Ui rồi nó đuổi kìa. Chết rồi kìa. Ôi rồi nó đuổi kìa, lắp sát kinh thế bạn ơi, bạn đi từ từ bạn ơi. Từ từ thôi. Từ từ thôi bạn, làm gì vội thế. Mẹ đéo thì áp sát qua người ta nhiều thế bạn ơi. Bạn phải đánh từ từ đi chứ. Mày quá thì mẹ nó đuổi tận đít đấy em ạ. Đuổi tôi này, đuổi tôi này, đuổi tôi này. Đuổi tôi này, đuổi tôi này, đuổi tôi này, đuổi tôi này. Thôi bốc cứt rồi. Chết rồi, chết rồi. Choáng ơi, mày quá này em ơi. Mày quá. Mày quá. Mày quá, mày quá, mày quá, mày quá. Ôi chết đi choáng rồi nha mọi người. Căng thật đi. Bạn ơi, bạn đánh từ bình tĩnh thôi bạn ạ. Bạn không phải về vội, bạn áp sát tôi làm cái gì? Bạn tay dài, bạn áp sát làm cái gì ạ? Hả? Bạn tay dài lắm rồi. Bây giờ tôi đây tay dài, bạn tay dài, hai thằng đánh nhau tầm xa đi. Đánh gần gần làm cái gì? Hả? Vào đây. Đấy, đấy, đúng rồi, đánh tầm này này, là đẹp. Ôi trời ơi, ơi. Chết rồi, hỏng rồi. Ui rồi, vào đúng mồm nữa rồi. Mẹ choáng anh em mà không chạy được anh em ạ. Choáng không chạy được. 9 năm rồi anh em ơi, hỏng rồi, 9 năm rồi. Một nháy là hy sinh rồi. Anh em cứ bảo là kiệt gà đấy. Chửi nó lắm mà bây giờ nó vã tôi vậy như con anh em ơi. Hỏng. Đây gọi là đi đâu đây? Quay lại đây. Chết bạn ơi, cứ bình tĩnh nha bạn, bình tĩnh. 69 vẫn chưa đi đâu, đi đâu đâu. 30 chưa phải là Tết bạn ạ. Bạn cứ bình tĩnh nhá. Không đi đâu mà vội. Anh em ơi, cẩn thận anh em ơi. Thì mà một phát là lên bảng điểm số này. Bạn cứ bình tĩnh. Bạn cứ bình tĩnh nha. Cứ bình tĩnh nhá. Đánh đúng rồi, đánh tầm xa mà ạ. Tôi bạn phải đánh tầm xa. Tôi là showmaster, tôi đánh xa này, bạn F còn đánh xa. Rồi vậy hai anh em bây giờ công bằng đánh đều đánh xa cả. Nhá, không được đi gần. Không tính đi gần. Đi gần thì sẽ kẻ mẹ tôi. Kẻ mẹ tôi rồi. Thì bạn đây là tôi nói thì tôi, còn bạn đánh cái không quyền của bạn ăn, hiểu không? Chạy này ấn chấm skill rồi chấm skill thôi. Yêu điều mẹ vẫn chết anh em ơi, mẹ cay thật, vẫn chết mẹ. Chăm blast đi đứt rồi, tôi lại biếu bạn tôi chăm blast anh em ơi. Mẹ anh em cứ bảo nó kiệt gà mà nó đánh tôi vã tôi như thế này. Được rồi, ra cầu ba vào việc mẹ, nói phải làm luôn. Chăm blast 30, 60, 90, 100. Đậm. Được rồi, mang lông blue đây. Nhá, đây 100 blast tôi đưa cho bạn. 1, 2, 3 này, 100 blast nhá. Đấy, ok luôn. Đeo mà. Cái gì? Dinh gì? Đâu, cho đây. Đưa đây, có đồ gì thừa đưa đây, tí tôi thì cho anh em. Ấy là ring cộng 3 này. Được, vào việc. Boss TV. Em mem mới xin bác ít đồ MG. Em xin với. Đồ MG à? Đồ MG có cái gì bây giờ nhỉ? Thì kìa, bác có đồ F0 cho em xin với. Từ đây anh em ơi, bây giờ nhá. Bây giờ tôi phải đi lọc đồ đã để tôi sắp xếp đồ lại. Nha anh em nhá. Đấy, tôi phải đi sắp xếp đồ lại. Để cho nó chuẩn mẹ, phải đồ gì ra đồ gì anh em ạ, để nhìn nó dễ. Đấy, úi dồi ôi, mẹ vậy. Âu, bao rồi. Đấy, mẹ toàn đồ linh tinh này. Vé David này sang một chỗ anh em ạ, sao nó nhớ.
ví dụ như xét rồng đỏ, để nguyên xét rồng đỏ riêng ra chứ để lẫn lộn là mệt đấy. Bao cách 4 này, bao cách 4 này, bên đây mình để sau này đi. Thôi cái rồng đỏ để đây, đồ để xa. Đấy, bên này chỉ để ring pen với cả vé David thôi anh em ơi. Vô vào đây. Ui mẹ nhiều thế nhỉ. Ui dồi. Rồi. Cái gì đây? Lại cho gì đây? Ai da, cho ba món rồng đỏ à. Đồ thần anh em ơi, đồ thần có lắc này. Đấy, rồng đỏ đồ thần có lắc anh em ơi. Ok, cảm ơn bác nhé. Cảm ơn bác nhé. Xin chào anh em Hoàng An 35, hello bác. Xin chào anh em Đoàn Công Tử. Xem kiếm rồng bạn. Kiếm rồng à? Kiếm rồng đâu? Đây kiếm rồng đây anh em ơi. Omo. Đấy, đây là kiếm thiên tử kiếm của DK anh em ơi. Chào anh em Tân. Mu này open bao lâu rồi bạn? Con mu này open được 6 tháng anh em ơi. 6 tháng rồi. Chào anh em Duy Anh Club. Bác hướng dẫn xoay Win 1 cái. Em làm không được. Win 1 à? Win 1 đơn giản lắm anh em ơi. Đây để tôi. Để tôi đi sắp xếp lại thùng đồ đã nhé, cho nó gọn gàng đã. Thùng bên này là để ring pen với cả vé anh em nhé. Pau 1 xem nào, Pau 1 sẽ để là đồ của DK với cả sâu. Bác có đồ RF0 cho em xin. Man new. Con game này không có RF anh em ơi. Con game hoài niệm này chỉ có DK, sâu, MG và F thôi. Chỉ có 4 class thôi. Đấy, đồ bên này xin phép nó để vào sâu đi nhờ. Mũ này, mũ sâu hồng này, mũ ma thuật này, áo này, để nguyên một set thôi anh em ơi. Bạn quản lý nó dễ anh em ạ, không nó loạn lên đấy. Yên này, sâu này, ui ôi, vẫn không được này, nhiều đồ quá, không có đăng lốt à? Đúng rồi anh em ơi, chào người em Đoàn Công Tử, con game này không có đăng lốt anh em ơi, chỉ có MG là cao nhất thôi, chỉ có 4 class thôi. Chào anh em Hoàng Lâm, vui liên minh Vina trân trọng mời bác Hải tham gia off vào ngày trưa mùng 7 tháng 7 chủ nhật tuần sau tại Hà Nội. Ok người anh em ơi. Đấy, off và anh em lại nhậu à? Ngon tuyết anh em ơi. Chào anh em Vũ Trọng Ngọc Anh, xem đồ bác ơi, đây đồ của tôi anh em ơi. Đồ của tôi là set triệu hồn sâu hồng cộng 12. Đấy. Tăng mức giảm sát thương cộng 6% này, quá lắc này, sức chống đỡ cộng 16 off và giảm sát thương cộng 4%. Chào anh em Việt Lê, chào bác Hải. Cho em vào vui với bác Hải. Để vui là để tôi gọi thằng bạn tôi là. Alo bạn ơi. Alo alo. Bạn còn on không? Cho người ta vào vui này. Hay lên chuồng rồi. Yeah. Lên chuồng à? Bạn on cái link Kiệt DK về cầu 3 nhá. Đấy, cho anh em vào vui. Cho anh em vào vui, anh em gọi đi chat bot cho vui. Chào người anh em Hoàng Tuấn ném bot với huy chương đi bác. Đây đây. Chào anh em sâu Đoàn Công Tử, sâu hồng ngon. Đây sâu hồng anh em ơi. Cộng 12 giảm thương là ngon rồi. Xem cả set đồ đây, đây set đồ đây cũng như nhau thôi anh em ơi. Gậy rồng này, gậy rồng là cộng 13 này, tăng ma lực cộng 1200 này. Đấy, lực đánh phép thuật là 28 orb này, dòng X là phục hồi mana khi giết quái vật này. Đấy, đây là gậy rồng anh em ơi, gậy rồng này là đủ kích hoạt rồi đấy. Bây giờ chúng ta cần có đập dòng vàng này thôi. Đồ cao nhất bây giờ là đồ cộng 13 anh em nhé. Wing 2 này. Wing 2 và đồ cộng 13 đang là cao nhất. Gậy rồng cộng 13 chứ bác. Đây cộng 13 rồi anh em ơi. Cộng 28 orb luôn rồi. Đủ kích hoạt rồi đấy. Đấy khiên này. Khiên triệu hồn cộng 13 này. Tăng mức giảm sát thương cộng 7% này. Khả năng tránh khả năng phòng vệ là cộng 20. Và giảm sức sát thương cộng 4%. Có thần ma không? Không, con game này cái gì. Đồ cao nhất là đồ cấp 7 thôi. Đồ cao nhất là đồ của sâu đó là đồ ma vương. Cấp 7 anh em ạ. Chưa có đồ 380. Đấy. Chào anh em ra thinh in do ai. Tôi tưởng gậy rồng ép dòng tăng khả năng loại bỏ SD mới ngon chứ. Tôi thấy anh em bảo là tăng dòng ma lực thì ngon hơn SD anh em ạ. Đấy. Anh em thì hầu như nhá, đi xoay đồ anh em top ấy hầu như là dùng dòng tăng ma lực hết. Mấy ông top ông chơi thế nào anh em mình cứ chơi như thế thôi anh em ơi. Đấy, đỡ phải đi tìm hiểu. Tại vì mấy ông top ông ấy đi tìm hiểu nhiều lắm rồi. Ông biết cái gì ngon là ông dùng anh em ạ. Con game này xoay đồ mà. Để tôi đi sắp xếp lại đồ cái. Như chủ lợn anh em ạ. Đầu tiên là phải đi đập ít like đã nhỉ. Đấy đấy, đồ này. Gì que que gì đây? Alo bác. Ai da, người em lại cho đồ full bố rồi, full.
phun phun đợi 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 tí đợi 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 tôi tí nào, tôi phun phun đồ lại để tôi sắp xếp được thùng đồ các anh em ơi. Phun rồi, phun đi này anh em, cho lại không có đồ để chứa này. Đấy, sắp xếp lại chuồng lợn các anh em ơi, chuồng lợn ơi là chuồng lợn. Rồng đỏ đây rồi, rồng đỏ này. Rồng đỏ thiếu cái áo. Đâu đủ chỗ này. Đây người anh em ơi, đông người anh em rồi. Win win qua qua đâu, giao dịch nào. Cho em xin bộ Legend này, mẹ bộ Legend mẹ ngon đấy. Bộ Legend thì không, thì không cho được. Còn bộ Ring Band 3 nào không, cho em xin bộ. Bây giờ chỉ có Ring Band 2 thôi anh em ơi. Chỉ có Ring Band 2 thôi, Ring Band 3 này không có. Cho bác hài rồi. Ok, cảm ơn bác nhé này, cảm ơn bác nhé. Uber ông người anh em Uber cho gì đây? Để cho em xin bộ Legend bác hài à? Uber à? Uber về đồ ngon như thế này xin làm gì ạ? À? Đây ông Uber này. Đây ông Uber ông lãnh đạo như trận chiến của Lương Sơn này, đồ ông ấy cộng mà bao nhiêu đây? Bố cộng 13, ông xin xét ma thuật ạ. À? Để tôi dùng anh em ơi, tôi để dùng. Anh em bây giờ tân thủ xin thôi, mấy ông đồ tốt ngon ngon này thì xin làm gì nữa? Chào anh em Đoàn Công Tử Sâu Hồng, cầm cô đu là đẹp hơn. Ok anh em ơi, cô đu bây giờ là yếu rồi. Bây giờ đồ mạnh bây giờ là phải là gậy rồng anh em ạ. Chào anh em Hoàng Tuấn, ma lực là ngon hơn mà. Đúng rồi, thấy anh em chơi ma lực là ngon rồi. Phun rồi, đợi tí phun 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 anh em ơi, phun phun. Ui lại con cả kìa, phun phun. Đợi tí, a người anh em này cho tôi đổi đi xoay huynh 2 này. Phun phun, đợi tí. Người anh em Hải Phạm, ok ok. Được rồi, để tự anh em người anh em từ từ đã, để tôi đi lọc thùng đồ đã. Nhiều đồ quá anh em ạ, nhiều đồ quá, không biết cho kiểu gì bây giờ. Bao cách 3, bao cách 2. Đấy, chỗ đéo nào cũng có đồ này. Wing này, gậy này. Đấy, rồi, đâu người anh em đi Hải Phạm đâu nhỉ? Ô, người Hải Phạm đâu rồi? Đây, giao dịch, vào việc. Cho em bộ MG xin xong mang treo hàng Noren bán vũ khí rồng. Không, đồ này bán không được bao nhiêu anh em ạ. Đồ mấy đồ mà tôi cho nhà đồ Omo này bán không được bao nhiêu đâu. Anh em để dùng là chủ yếu đấy. Đây rồi, người em cho ít đồ này đi xoay Wing 2 anh em ơi. Ngon. Tiếp đi. Đây Lục Vũ này. Rồi. Ôi để mẹ phun đi. Ôi sao ấy nhỉ? Chắc không được nhỉ? Phun đi em ạ. Tiếp nào. Đắc là xin ơi. Ôi người anh em này còn trôn luôn tôi cả cái Wing 2 anh em ạ. Wing 2 này Omo cộng 11. Ô, mình xin. Đập giúp em cái cánh, không đập được. Cánh không đập được, không đập được bác ạ. Không đập được bác ạ. Tưởng chua anh em ạ, hóa ra ông bảo đập ly cộng 12. Không đập được anh em ơi. Mấy cái đồ này mẹ tôi phải đi cho nó đi sang sang ấy nhỉ. Đây mình tránh đồ lầm lớm này. Đồ này tôi phải đi đổi đồ x anh em ạ. Phải đi đổi đồ x đã. Sang bên Alan S đổi đồ x đã. Cho em xin ý đồ đi cả. Ok anh em ơi, anh em mà xin đồ cứ vào qua thùng đồ nhá, để tôi đi lọc ít đồ đã. Tôi có rồi, tôi lại cho anh em luôn này. Giao dịch này, cho mấy cái đồ không dùng đến anh em ạ. Đồ này chắc không ai lấy này, đồ thần Omo này không ai lấy này. Tôi đồ cho đi bớt. Cho đỡ full thùng đồ anh em ạ. Khổ quá. Qua Noria này. À không nhầm, cứ Noria. Về Norancia. Về Norancia. Xoay luôn Wing 2 cho mọi người xem anh ơi. Đây, mẹ đang full thùng anh em ơi. Đang full bốt thùng đâu rồi, người anh em Hải Phạm của tôi đâu. Đây rồi, người anh em Hải Phạm đây rồi. Tôi đang đi lọc đồ anh em ơi. Full bốt thùng. Cho lại đi anh em ơi. Đấy. Cộng 9 luôn này, ngon này, có ọp luôn này. Có vũ khí khí luôn này. Đấy, người anh em Hải Phạm này bắt đầu bảo đi xoay hộ người anh em cái Wing 2. Lên thì là trả người anh em, mà xịt là người anh em chịu nhá. Có điểm vui giao dịch là thích đéo là nhỉ, đéo mẹ đấy, kiểu gì đấy anh em ạ. Vẫn phun thùng anh em ạ, phun, đợi tí. Cay thế nhỉ, cứ phun thùng ấy. Toàn phun thùng thôi.
Vứt bố này đi sao bên này. Vứt mẹ máu đi anh em ạ. Đang lúc gay go này máu biết làm cái gì ạ. Từ từ đã anh người anh em ơi, để nó xếp đồ đã. Cứ phun này. Vứt bố cả mana đi, ngứa mắt, máu mẹ như cho lên cùng đồ đấy. Đây là anh em Hải Phạm ơi, đưa em bộ MG. MG là bộ gì nhỉ? Chạy ra đi người anh em Hải Phạm ơi. Tôi đây này. Bác Hải cho em bộ ring ben, là ring ben đang không có em ơi. Có mỗi cái ring này này. Mỗi ring lửa đây. Đâu người anh em Hải Phạm đâu rồi? Đưa đây để tôi đi xoay nào, tôi đi xoay wing 2 luôn cho. Xoay đồ là tôi ok, đủ đồ là tôi xoay được. Có gì nhỉ? À chưa, đây 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 vẫn còn này. Quay wing 1 đi anh. Đây đợi anh em, đợi tí để tôi đi xoay wing 2 hộ người anh em này đã. Anh người anh em bảo cho đủ đồ nhá, chỉ việc đi xoay thôi. Ê, ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Đi xoay luôn anh em ạ, đi xoay luôn. Nhá, xin phép bây giờ đi xoay wing 2 luôn này. Cho người anh em luôn này, để nó lên phát là ngon luôn này. Đây, cái là bình thường này, một cái wing 1 cộng 9 này. Có orb cho anh em nhá. Một cái lông vũ này, một cái vũ khí X này, một cái viên trao. Viên trao này 2 viên à. Ê, một viên thôi. Này thôi. Rồi lại nhá, cái bình thường này một bây giờ là tôi đang đi xoay wing 2 anh em nhá. Đấy, tại vì đang có đồ sẵn rồi, tí nữa sẽ hướng dẫn anh em xoay wing 1 sau. Đấy, xoay wing 2 này. Một cái cánh cấp 1 cộng 9 này, có orb nhá. 8 orb này. Một lông vũ này, một viên trao này và một cái đồ X cộng 9 này. Để đây. Đồ X cộng 9 này tỷ lệ là 10%. Thêm hai cái bùa may mắn là tỷ lệ 20% anh em ơi. Thịt cháy à, chào anh em Phan Tuấn. Anh có ác bán ác không? Mình không có bán ác, mình không không có ác bán anh em ơi. Mình chơi gọi chơi giải niệm hoài hoài niệm giải trí thôi anh em ơi. Về cầu em cho ít dinh bên ba. Úi rồi, ok, gửi anh em. Có người anh em gì kia? Thích PK lại cho ring ben 3 rồi anh em ơi. Lấy món khác làm mồi cho đớt đi rồi quay. Không phải mồi anh em ơi, làm gì có mồi món gì đâu mà mồi. Hết món rồi anh em ơi, hết món để mồi rồi. Tôi xin phép đọc xoay luôn này. Ubala. Đập đi, xoay đi. Một ném, hai ném, ba ném. Xịt rồi anh em ơi, hỏng hỏng rồi, xịt rồi. Xịt, đen đen. Đi, đi về cầu 3 bảo anh em nào cho đồ này, cầu 3 này. Cầu 3 này, ông nào cho nào. Ông bé thích PK rồi. Đâu ông nào nhỉ, ông nào vừa chat chip với tôi nhỉ. Rồng má 36 này. Cái gì? Ô cho Blast à? Ông Minh Chin, cảm ơn người anh em nhé. 50 viên Blast cả. 50 viên Blast à? Cho đi vào việc đi, vào việc đi. Ông này chắc quản thủ tì rồi, ôi quản thủ tì thôi. Để tôi đi xin đồ đã anh em ơi, anh em cho đồ này. Đấy, ông này cho ring bên ba anh em ơi. Ui xưa người anh em này cho ring bên ba này. Ngon chết luôn. Nha, đây ông nào lấy ring pen đây, được một bộ rồi. Đó, được ba cái pen này, được một bộ ring pen 3 này. Xin nào, xin chào anh em bim bịp hóng gió. Hello hai sợ vợ. Ui giời. Không phải riêng mình tôi sợ vợ đâu anh em ơi. Trên ông xem live này có 10 ông, phải đi 8 ông là sợ vợ rồi. Tùng BK này. Nhìn kia, cho em ít đồ. Đồ gì bây giờ? Người anh em chưa chơi những ác gì kia. Tùng BK là nhân vật gì đây? Tôi chưa nhìn thấy Tùng BK đâu. Tùng BK, à Tùng BK là ấy à, là sâu, sâu cho luôn gậy thiên sứ này. Nhá. Sâu cho luôn gậy thiên sứ này, vào việc luôn. Đấy, ngon. Vào việc. Rồi xong. Bây giờ tôi đi về thùng đồ. Đấy, về thùng đồ tiện lấy đồ luôn anh em ơi. Đừng đấy, bây giờ lại đi ra đi vào. Xin chào anh em Việt Lê, mình bác thôi. Xin chào anh em Hải Phạm, cho em ít đồ lôi phong MG anh ơi. Đây đây, để tôi tìm lôi phong à. Lôi phong đây. Một món lôi phong. Lôi phong trước một set mà. Cách 3 xem nào. Lôi phong, có mỗi món lôi phong thôi anh em ơi. Lôi phong MG này.
Hết rồi. Vào cách 2 xem nào. Hết rồi. Mỗi con bô lôi phong rồi anh em ơi. Hải Phạm đâu? Người anh em Hải Phạm đâu? Người anh em Hải Phạm của tôi đâu? Cho em xin bộ đinh pen cùi đi bác à. Cùi từ đó để đi tìm cùi đây. Cùi đây. Cùi đây nha ơi. Cùi một đống này nhá. Cùi đây. Ring pen đây. Ring pen đây anh em ơi. Đâu đâu ông Tùng đâu? Tùng BK đâu mà? Trùng BK đâu? Trùng BK này vào việc. Đây trùng BK này, một ring này, hai ring này, một pen này, cho pen cộng 3 luôn. Cho pen này luôn. Đấy, ring pen nhá. Cho em xin cái gậy mãng xà đi. Gậy mãng xà. Đây gậy mãng xà đấy. Ui gậy xà Omo anh em ơi. Đây đây. Ô gậy mãng xà này ngon này. Ô gậy mãng xà này có 10% này. Không nào kìa. Siêu chuối à? Siêu chuối à? U gót xin gì đây? Ai da, úi trời ơi người anh em, úi rồi ôi mẹ cho đồ anh em, có đồ rồi, lại có đồ rồi. Người anh em này cho đồ này, gậy rồng này, hai kiếm rồng này, áo hỏa long này. Ngon. Cho em xin xét lượt gần, gần đi bác, lên gần không cho được anh em ơi, siêu chuối này. Cho em xin gậy băng xà, đây có gậy băng xà cho người anh em hai cái luôn nhá. Hai cái luôn, vào việc. À ok. Đấy, xong. Cho em bộ ring pen à, 11 tiểu ca ca. Tiểu ca ca đây. Có luôn ring pen có luôn. Hàng vừa về, hàng vừa về. Hàng vừa về luôn. Cộng 2 này. Ring pen cho một cái cộng 3 đi nhá. Thế là xong. Đấy, ring pen. Cho em xin ít đồ DK. Đồ DK hình như tôi vừa, tôi nhớ là tôi có một một bộ này, một bộ rồng đỏ là thần lắc đàng hoàng em ạ. Rồng đỏ thắt lắc thần luôn đây này. Đấy. À đây cuồng phong lôi phong đây, lôi phong đây có này. Lôi phong hai món này, lôi phong ba món này. Ô có thiếu quần này. Đấy. Rồng đỏ là nguyên một set rồi này. Eric à. Ông nào xin ông nào lấy bộ rồng đỏ đây nào. Rồng đỏ đủ luôn này, đủ luôn, đủ một set luôn này. Có lắc luôn anh em ạ. Đủ một set có lắc luôn này. Là vào việc luôn này. Chào anh em Đỗ Võ, nhân vật ép nghèo. Ép nghèo, ok, ép nghèo xin đồ DK. Xin đồ DK. Từ đã để người em ép nghèo đã. Ép đã nghèo rồi còn ép. Nghèo còn chơi game. Giao dịch. Em nghèo đây. Nguyên set rồng đỏ đây anh em nhá. Nguyên set rồng đỏ là có lắc luôn này. Ngon stress này. Làm đôi kiếm rồng nhá. Kiếm rồng luôn này. Làm đôi kiếm rồng mẹ mày. Úi rồi. Một cây hoàn hảo 10%, một cây magmana nhá. Ngon stress. Đấy, xong. Cho em cái khiên đêm kép nào xài được không bác Hải? Đêm kép nhiều lắm đây đây. Khiên đêm kép có luôn này. Ông nào kia? Siêu chuối à? Siêu chuối đâu? Đây đây đây, siêu chuối đây. Vào việc luôn này. Đây khiên đây. Có khiên này. Đấy. Con chết chưa? Rồi. Xin chào anh em Hải Phạm. Vừa không thấy mấy cái. Đây đây tôi có người anh em Hải Phạm đâu nhỉ? Tôi có đồ lôi phong này. Còn thiếu mỗi quần anh em ạ. Còn thiếu quần thôi. Còn đủ món đây này. Ba món này còn thiếu mỗi quần. Thiếu quần anh em ạ. Đấy, người anh em Hải Phạm đâu? David bác Hải à? Ừ, tầm này David gì đấy anh em ơi. Tầm này bây giờ là anh em đang xin đồ rồi. Tôi là người gọi là người vận chuyển rồi. Người đi buôn đồng nát rồi. TV tủ lạnh điều hòa hỏng không dùng nữa làm hàng bán đi. Em xin bộ MG bác. Đây là MG nhá. MG đây có 3 món thôi. Đấy. Chào anh em Hương Cô Đơn. Tân thủ hỗ trợ được gì không bác? Tân thủ người anh em có lệnh là sổ chéo tân thủ là có đồ rồi. Ui chết mẹ vừa cho xong. Vừa cho xong anh em ạ. Vừa cho xong ông này lại lấy. Vừa cho ông kia xong. Đen thế ông này đen nhỉ. Tôi cứ tưởng là người anh em Hải Phạm cơ. Hóa ra không phải à. Hải Phạm đâu? Hải Phạm đâu đứng yên nào. Ok. Có mỗi quần thôi anh em ơi. Tôi cứ tưởng ông người anh Hải Phạm cơ. Này còn mỗi cái áo. Hết rồi mỗi áo thôi anh em ạ. Cho em xin cái cung bác Hải ơi. Makayu. Đây để tôi tìm xem. Ok đi người anh em Hải Phạm ơi. Còn mỗi cái áo thôi anh em ơi. Tôi cứ tưởng người anh em gọi là Hải Phạm ông nóng trước đi tôi cho bố thôi. Cung này. À, này. Cung đây nỏ đây.
Nỏ đây, ông nào xin nỏ nhờ? Majaku à? Majaku Boss TBB đồng nào? Thì kia, cho bác ý trước à? Ok đây đây đây, ngay quá nhỉ, cho người anh em mày trước vậy. Giao dịch đây. Đây 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 đây, người anh em Hải Phạm đâu rồi? Người anh em Hải Phạm ơi, lại có rồi này, lại có hàng rồi này. Cha xe đi, lại có hàng rồi, hàng lại về rồi. Hàng lại về anh em ơi, kia cha xe đi kia. Vào việc đi. Từ chối à? Ui, bay yêu rồi, thôi chồng rồi rồi. Ở đây là người anh em Hải Phạm đây. Bác Hà cho em xin bộ móng đỏ. Rồng đỏ vừa cho xong rồi. Rồng đỏ tôi vừa cho rồi anh em ơi, hết rồi. Chào anh em Đốc Tập Phạm cho tôi bộ dinh ven rồi, dinh ven vào đây anh em ơi, dinh ven vào đây tôi cho xe, dinh ven còn nhiều lắm này, dinh ven còn khoảng 4-5 bộ nữa. Tôi xong rồi, người anh em kia là không lấy rồi, người anh em Hải Phạm không lấy rồi anh em ơi. Giận rồi, chính xác rồi, xong tôi rồi. Xong tôi rồi anh em ơi, bác có bộ ring ben cùi không cho TBX à? Có ring ben nha, ring ben có luôn. Vào việc luôn. Nào ring ben. Ring pen, ring pen này, ring pen. Ring pen, đây bộ ring pen xong chưa? Người em Hải Phạm đâu rồi? Đây rồi, tôi có bộ đồ lôi phong đây rồi, người em đâu? Người em đừng bỏ tôi đi. Chào anh em Nguyễn Quảng. Có đồ ép cho em xin với, có nỏ rồng luôn nha, mà có nỏ rồng ép luôn này. Đấy, hàng vừa về luôn. Anh em vừa cho luôn. Đấy, hàng vừa về nóng hổi luôn. Bác kia không lấy BBG cho em xin. Đây đây, không lấy thì đây tặng lại người anh em luôn. Đồ BG đây. Đấy. Ô SK nhé. Cho em xin cái, cho em xin bộ RP là cái bộ gì. Không lấy cho em bác Hải. Cảm ơn bác. Ok người anh em. Chào anh em Đốc Tư Phạm ship về Sài Gòn giúp tôi với. Ok người anh em đọc địa chỉ nhá. Comment nhá. Comment vào inbox. Inbox thì tôi gọi là gói vào, tôi gửi về trong Sài Gòn cho anh em. Không like MUPK nữa hả? Tí nữa người anh em ơi. Tí nữa mới qua MUPK, bây giờ đang giải trí con này đã. Bác lấy đồ rồng đỏ X0. 36 rồi bác. Có bác ơi, có bác nhé. Có bác Hải Phạm. Tôi vừa cho rồi. Tôi vừa cho xong rồi người anh em ạ. Xong người anh em bây giờ lại lấy. Hết rồi. Ông kia lại lấy rồi. Lòng vào lòng vòng anh em ạ. Đấy, lúc tôi tra xe thì anh em không lấy, xong là tôi lại ông kia lại lấy rồi. Xong bây giờ em xin bộ MG. Ông ấy đâu nhỉ? Cái ông gì, ông 1XXVX đâu nhỉ? Người anh em có lấy đây đây đây. Đây, giao dịch đây. Đưa tôi. Lại trả. Lại trả anh em ạ. Lại trả. Tôi xin cảm ơn người anh em nhé, để tôi cho ông này. Tại vì người anh em này xin trước, tôi quên mất. Tôi quên mất. Đây. Đấy là xong nhá. Thế là không ai dỗi ai anh em ạ. Không ai dỗi ai. Tình cảm anh em lại gọi là vẫn là gọi là bền chặt. Ok nhé. Vui phết anh em ạ. Cho em xin set Legend đi bác Hải. Legend không cho được anh em ơi. Legend không cho được. Cảm ơn người anh em Duy Anh CB đã follow nhá. Anh em nào lấy thì nhớ ghi rõ địa chỉ nhá. Tôi ship về tận giường luôn. Tôi ship về tận giường luôn nhá. Tôi xin đồ đi với các bạn. Đây để tôi vào để xem nào, có quần nợ gì không nhỉ. Đấy, kiên này không phải này. Bao cách 1 xem nào. Đây gậy của đun đây, còn này gậy băng xà, còn gậy của đun này. Wing nữa này. Kiên này, đây đồ số master này. Mayaku cho em xin cái cung bác Hải ơi. Cung ở đây, Mayaku đâu? Maya cho cụ đây, nỏ rồng, cho nỏ rồng luôn, đang có nỏ rồng, vào việc luôn, đây nỏ rồng đây anh em ơi, nỏ rồng luôn, vào việc luôn, cung không có nỏ rồng thì có, cho em xin set legend Eric à, ông Eric này ông xin tôi mấy ngày rồi đấy, để tôi ra xem Eric này, ông này ảo cung chảo luôn, xem trang bị này, Eric này cộng 10 này. Thiếu cái chân à? Ông này đang thiếu cái chân sâu hồng à? Thanh bác ok người anh em, chẳng có cái gì không nào? Âu cách 3.
Nỏ ép vẫn còn này, nỏ thanh nữ một cái này. Đây đây đây, bây giờ tôi ông nào hướng dẫn đi xoay Win 1 nhà tôi hướng dẫn đi xoay Win 1 luôn này. Vào việc Win 1 luôn này. Nhá. Win 1 thì chúng ta cần phải có vũ khí trao nha anh em nhá, cộng 7 trở lên và có orb nhá. Đấy, thùng đồ tôi nhìn có hai cái này. Bao à. Đây có hai cái cung này. Đấy, cung trao. Một cái búa trao và một cung trao. Búa trao cung trao này anh em sẽ ném từ huy chương vàng ra nhá. Huy chương vàng ném ra sẽ được ra cái đồ vũ khí trao này. Đấy, hên xui anh em nhá. Đấy, vũ khí trao này. Lại được cái nữa này. Cộng 8 luôn, cộng 8 là xoay được rồi anh em ạ. Cộng 8 là xoay được rồi. Mày gọn ra đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em đi xoay Win 1 anh em nhá. Đấy, xoay Win 1 đơn giản không mà. Đây, để ra đây này. Đây. Để xoay Win 1 thì chúng ta cần phải có vũ khí trao và một viên trao anh em nhá. Lấy mấy viên trao nữa ra đây. Đấy, xong bây giờ qua bên Nordia. Nordia. Đây, gặp ông này này. Chúng ta vào phần kết hợp bình thường này. Đấy, một vũ khí trao và một viên trao. Tỷ lệ là 25% và vũ khí trao phải cộng 7 trở lên này. Cộng 4 trở lên nhá, phải cộng 4 trở lên và phải có orb này. Orb ở đây là tăng sức đánh anh em ơi. Tỷ lệ là 25%. Đấy, ra win luôn đi này. Win này là mẹ. Ôm mô mới đâu này. Ra win luôn anh em ạ. Có win này thì thật dùng đồ lắm này. Win cho xả đồ ra đây à. À, cất đồ đi đã. Đọc vừa này. Gì kia. Gậy đập 13 cho bác. Xin chào anh em Trung Phan. 13 rồi anh em ơi, gậy là 13 rồi. Bây giờ chỉ cần đập dòng ma lực là ngon rồi. Cảm ơn anh em kẻ cô đơn đã follow. Chào anh em Tùng Nguyễn. Tối vợ cho ăn gì anh? Tối nay à? Tối nay vợ tôi cho ăn kéo gì nhỉ? Cho ăn cá anh em ạ. Cá sốt cà chua. Nhưng mà vẫn chưa no. Ăn vẫn thòm thèm lắm. Chào anh em bảo ra cho người ta đi. Đi đê le gần à. Bác hai không sợ vợ nó ganh. À mà ngồi đấy hoài. Sợ thì vẫn sợ anh em ạ. Nhưng cũng vẫn để chơi đã. Nhiều khi là bất cần đời đấy. Đấy nhá, đây là xoay Win 1 anh em ơi. Tiếp tục xoay phát nữa này. Tiếp tục lại một vũ khí trao cộng 4 trở lên và có orb này và một viên trao này. Đấy, tỷ lệ 25% này. Hên xui này. Lại ra cái nữa ạ. À. Mẹ hôm trước thì xoay 3 cái xịt cả 3, hôm nay xoay 2 cái đê cả 2 luôn. Ồ. Cứ như là phim trưởng anh em ạ. Hôm thì đen, hôm thì đỏ thế là rồi. Lại được cái win nữa này. Tiếp vào một cái vũ khí này xoay lốt. Con này mà lên nữa thì ối giời ơi luôn, hôm nay là quá đỏ luôn. 25% mà nó lên à. À, xịt đi. Ờ, xịt thật. Chào anh em Hiếu Lê. Gậy này có 10, 27, 20, 20, 20, không. Con game này chỉ có một dòng X anh em ạ, một dòng X thôi. Gậy của tôi bây giờ là phục hồi mana anh em ạ, dòng lởm. Chào người em Luân. MU này dễ cày không anh? Ui, dễ như ăn kẹo luôn anh em ạ. Mẹ, dễ như ăn kẹo luôn. Quan trọng anh em có bullet để reset hay không thôi. Đấy, tại vì con game này reset phải mất bullet anh em ơi. Còn cày thì cực kỳ nhanh. Quan trọng là có bullet reset hay không thôi. Chào người em Trần Tú. Set Legend cộng gì thế bạn? Set Legend này cộng 11. Đang cộng 11 anh em ạ. Set Legend này đang cộng 11. Đấy. Nhiều ông nhà nhòm ngó cái set này của tôi lắm đấy này. Nhưng mà tôi vẫn để anh em ơi. Mẹ, tôi để từ từ. Nạp nhiều không? Nạp hay không nạp là do cách anh em chơi thôi. Ví dụ như tôi này. Tôi chơi gọi giải trí nhẹ nhàng thì tôi chả cần phải nạp. Đấy, tôi cứ đi săn bot kiếm ngọc. Xong là tôi tự đập set đồi lên. Đấy, tôi chả mất đồng nào anh em ơi. Đấy, còn anh em muốn thích đi PK ấy mà có đồ ngon thì anh em bắt buộc phải mua và mua trong game. Và giá như nào tôi cũng không rõ. Đấy, tại vì tôi không phải là người buôn game mà buôn đồ hay bán đồ, do vậy tôi không biết giá đồ. Đấy, tôi cứ chơi gọi giải trí kỷ niệm này. Anh em cho gì thì tôi dùng. Đấy, đồ ngon thì tôi đập lên. Đấy, còn đồ lởm thì tôi lại đi tặng các anh em khác thôi. Chào anh em Đại Huyền Hi Bắc Nha. Chào anh em Trung Phan. Xét thần của bác chưa đập à? Chưa anh em ơi, có mỗi chân này. Đập toàn xịt thôi anh em ơi, toàn xịt thôi. Đấy, toàn xịt thôi anh em ạ. Cho em xin bộ Legend Pack ông. Rồi,
cho ông này nhá, tôi sẽ quyết định tôi cho ông này, ông xin tôi mấy ngày đấy. Để tôi xem đồ đã, xem đồ cửa chuồng à. Ok, cầu 3 đi, cầu 3. Cầu 3 nhá. Cầu 3, cầu 3, cầu 3. Được rồi. Tôi tặng người anh em người Giang à. Giang Lan. Giang Lan là bộ set cộng 11 đi luôn này, nguyên một set luôn nhá. Cầu 3 vào việc. Em xin đi bác. Cầu 3. Cầu 3, cầu 3, cầu 3. Cầu 3 vào việc nè. Đây, cái set này là tôi để dành mấy hôm đấy anh em ạ. Ra đây, ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Đây đây, em hết hạn mất rồi. Đây đây, rồi, đây. Đấy nhá. Đấy, thông báo với cả toàn thể gọi là các đồng chí nhá. Hôm nay là tôi quyết định là trao tặng lại cái set Legend này lại cho người anh em Giang Lan. Hy vọng người anh em là phát huy gọi là toàn bộ sức mạnh. Đấy, phấn đấu hết hết sức mình để gọi là gì là đạt kết quả cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đấy, tất cả các bộ nhiệm vụ được ra là hoàn thành xuất sắc. Ok chưa? Để tặng luôn cả người anh em một cái gậy côn đu nữa cho nó hợp gọi là hợp trang bị luôn này. Gậy côn đu luôn này nhỉ, cho quả lắc đi nhá, cho thêm quả không lắc nữa. Đấy. Ok. Đấy, chúc người anh em gọi là gì ạ? Thành công trên con đường gọi là đạt tới đỉnh cao nhá. Cho gậy luôn. Đấy, cho cả gậy luôn rồi. Gậy rồng thì không cho được. Gậy rồng đẹp quá. Mắc chưa bạn? Mắc rồi. Nhưng mà chưa dòng vàng chưa mắc anh em ơi. Đập cộng 13 là mắc rồi. Con game này cộng 13 đang là cao nhất rồi. Bây giờ chỉ có tăng dòng ma lực thôi anh em ơi. Chào anh em Bảo Gia, cho đi để làm gì bác? Đấy là tôi cho rồi nhá. Đấy, thông báo với cả đồng chí Bảo Gia là tôi cho rồi. Đấy. Hy vọng đồng chí là tuyên dương tôi bằng một tràng vỗ tay hoặc là một phát like nhá. Chào em Nguyễn Hồng, bác có gì cho em xin đồ tân thủ à? Đồ tân thủ quá. Ôi. Ôi vẫn chưa ra xe được à? Ông kia phun đồ thôi anh em ạ. Em ra xe xong là đồ ngang gần vẫn nguyên trên đồ, vẫn trên người tôi ạ. Ô hay nhờ. Ông ấy đâu? Ông Giang Lan đâu rồi? Ông Giang Lan đâu? Để cho em bộ ring với nỏ rồng à. Ring với nỏ rồng à. Nỏ rồng đéo có đây. Ông Giang Lan đâu rồi? Ông đã được đồ đéo đâu, ông đi. Hả? Đây, 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 vào việc, vào việc. Này, cho lại nhá, cho lại, cho lại, cho lại. Chắc thùng đồ đầy nha bạn, cho hai cái. Đấy nhá. Đấy, xin thông báo với toàn thể hội nghị nhá. Là tôi xin phép trao trả lại đồ cho đồng chí Giang Lan nhá. Set Legend cộng 11. Là xong việc. Chào anh em LTP, cây kiếm màu đỏ ấy là kiếm gì vậy? Là kiếm rồng anh em ơi. Kiếm rồng. Đây, kiếm rồng của DK. Đấy. Cái kiếm rồng thì màu đỏ là một cái giai thoại, một cái gọi là câu chuyện rất là đặc biệt của nhân vật DK. Sau khi mà hành trình gọi là tiến tới tiêu diệt Kudun xong là sẽ xuất hiện cái kiếm rồng đỏ này nhá. Chào anh em Bảo ra ngày nào trả xem bác like rồi. Ok người anh em. Chào anh em Thanh Thẳng Nguyễn, cho là đúng đồ. Đấy nhá, tôi cho nhá. Đấy, thông báo với toàn thể hội nghị là tôi trao trả, tôi đã trao tặng set Legend cộng 11 cho người anh em Giang Lan. Đấy. Hy vọng người anh em gọi là phát huy toàn bộ sức mạnh của set đồ đấy để mang lại là vinh danh, vinh quang lại cho cộng đồng của chúng ta. Chào anh em Khánh Tân. Hello bác. Xin chào người anh em. Xin chào người anh em. 101 bộ này bên đây bán bao nhiêu? Chắc là tầm khoảng 30-40k cùng anh em ạ. Rẻ lắm. Chào anh em Nhật Minh. Mẫu này khác gì mẫu BK thế? Mẫu này á là mới open anh em ạ. Chơi khó, đồ đắt. Đồ đắt, đồ khó kiếm. Còn MUBK là chơi lâu rồi. Đấy, ngọc nhiều. Đồ rơi như mưa, chơi không khác thì test anh em ơi. Hai con hoàn toàn khác nhau. Chào anh em Đức Nguyễn, giờ mới xem được bác Hải, mới cho con ngủ xong KK. Ok người anh em ơi. Đấy, cho vợ cho con đi ngủ là anh em gọi là cầm điện thoại lên là xem live là ok rồi. Em sẽ không làm bác thất vọng. Đấy, người anh em Giang Lan bảo là bác em sẽ không làm bác thất vọng. Mẹ hy vọng anh em phải chơi nhá, không lại ngày mai tôi lại đi soi đồ mẹ ở bên map Norencia, thấy anh em gọi là treo bán đồ là mệt đấy. Nhiều anh em là tôi cho đồ là mang đồ đi bán ở treo ở Norencia anh em ạ. Trên kia đổi item gì lấy cái quay bác. Chào anh em Khánh Du. Đây ví dụ nhá, để tôi đi đổi ít đồ quay coi cho anh em xem. Mấy cái đồ này chắc không ai lấy đâu nhỉ. Tôi mãi mang đi mãi đổ ít đi em ơi. Cho đỡ đầy thùng đồ. Nhá. Kiên khiếc thì anh em cũng không lấy đúng không? Đấy. Kiên này cũng không lấy này. Kiên này cũng không lấy này.
Nhá, bây giờ tôi hướng dẫn anh em đi cách đổi đồ X ra lấy WeCoin nhá. Anh em sẽ qua mắt Adnan SCV1 này, gặp cái con NBC này này, thấy chưa? Giữ an chuột phải này. Và con NBC nó hiện lên cái ô như này. Chúng ta tích vào giao dịch thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta đưa những cái đồ X của chúng ta không dùng đến nhá. Đồ X, đồ thần X không dùng đến, đưa qua bên này. Đấy, sau đó ấn OK. Này thì siêu khoai đổi 8 ETH nhận được 609 WeCoin. Đấy, đây là cách cày WeCoin bằng cách là đổi đồ X không dùng đến ra điểm WeCoin. Đấy, đổi luôn. Chào người anh em Tâm Lê, kiếm ngọc bằng cách nào thế bác? Kiếm ngọc bằng cách là ném huy chương vàng nha em ơi, cày huy chương vàng. Hoặc là đi Blood Devil săn boss này này. Đấy, săn boss này cũng có rơi rơi ngọc nhá. Chào anh em May Đinh Hữu. MU này trên reset WeCoin hả bác? Con game này reset chỉ cần reset 50 lần là mắc anh em ơi. Đây này, F9 này, bảng xếp hạng này. Đấy, reset 50 lần là mắc thôi. Không cần phải reset nhiều. Nó gọi là hoài niệm mà, tức là chỉ cho anh em reset 50 lần để anh em gọi là trải nghiệm lại cái cảm giác gọi là reset thôi. Còn bây giờ ai làm gì có thời gian đâu mà reset nhiều anh em ơi. Phải thời gian đấy phải đi kiếm cơm, kiếm tiền, nuôi vợ nuôi con chứ. Cày 50 lần reset là vui rồi, là giải trí ok rồi. Chào anh em Vũ Trần, cảnh báo chúng tôi sẽ tắt live. Ok người anh em, chúc người anh em buổi tối gọi tràn ngập niềm vui. Chào anh em 101, bộ Legend là bộ đầu tiên em bỏ tiền mua ở MU Hà Nội, 40k cộng 11. Thời đấy 40k là to anh em ạ, thời đấy thời 2003 mà 40k là mẹ bao nhiêu nhỉ? 5.000 một bát phở là được bao nhiêu? Được 5 bát phở không? 8 bát phở. Ngày xưa là 8 bát phở anh em ạ. Thời 2003 là MU Hà Nội là đồ đắt. Bác về cầu 3 đi, lại về cầu 3. Cầu 3 người anh em lại cho gì đấy? Người em này lại cho gì đấy người em ơi. Sợ mất em này, tôi đây. Sợ mất em ơi. Tôi đây. Tôi đang phun đồ đây. Cho đồ có lắc nhá, đồ không lắc anh em là không lấy đâu. Phải đồ có lắc đấy. Đồ thường, đồ combo là anh em không lấy đâu. Tôi lại mất công tôi đi đổi đối đấy. Đồ thần ích kiếm ở đâu bác Hài? Người anh em lên map Arena cày quái sẽ nhận được hộp bóc. Bóc đâu nhỉ? Đây hộp bóc này này. Hộp quả đỏ này sẽ rơi ở trên map Arena anh em nhé. Ném ra là ra đồ thần thôi. Ok người anh em cảm ơn bác nhé. Cảm ơn bác nhé. Ok ngon anh em ơi. Chào người anh em Vũ Trần. Vì không cho link à? Link ở trên màn hình anh em ơi. Link ở trên màn hình kìa. Đấy, tên con game này ở trên màn hình anh em nhé. Anh em nhìn trên màn hình có chữ hoài niệm MU kìa. Đấy anh em gõ nó ra là nó ra thôi. Cảm ơn người em Tân Đỗ đã chia sẻ phiên like nhé. Chào anh em Phạm Ngân, nghe theo anh vào chơi chỉ đi quản tù tì. Quản tù tì anh em ơi, hên xui ấy. Hôm nào dây đỏ thì ăn đẫm, hôm nào dây đen thì lại anh em lại đi ra cầu gọi là gì, hóng gió. Đi ra cầu ngồi hóng gió này, tóc bạc VN. Ây à, trời ơi, người anh em lại cho tôi này, lại có nỏ rồng về. Hàng lại về anh em ơi, cảm ơn bác nhé. Hàng lại về. Đồ thần X kiếm ở đâu đấy nhá, tôi hướng dẫn anh em đi kiếm đồ thần X nhá. Đấy, đi kiếm đồ thần X này. Một là anh em sẽ lên cắt shop mua cái hộp quà đỏ này với giá là 20.000 WeCoin. Đây, cách đầu tiên. Cách số 2 là anh em lên map Arena. Đấy, lên map Arena đây này. Đấy, lên map Arena đánh quái. Ok chưa? Lên map Arena đánh quái. Nó sẽ rơi ra cái hộp quà này. Đấy, đồng như con nguyên này. Đấy, nó sẽ rơi ra hộp quà, hộp quà đỏ ở đây này. Nó sẽ rơi ra ở đây. Đấy. PT luôn à. Và anh em sẽ dùng hộp quà này ném ra thôi là chúng ta sẽ được đồ thần X nhá. Nào, ném ra luôn này. Ném ra luôn này, đồ thần X này. Mẹ chết tuay này. Ui mày con chưa chết anh em ơi. Đây, tôi vừa ném được cái gì nhỉ? Đây, được cái tay thiết phiến. Ui con lắc luôn. Đi mẹ đồ này đéo quấy nhỉ. Sao cái đồ này nó không có thần. À vừa ném được cái gì nhỉ? Đây là cái chân này à, chân thiên kim à. Chân thiên kim anh em ạ. Đúng không nhỉ? Để tôi ném lại phát nữa nhá. Để tôi mua hộp quà đồ tôi ném lại phát nữa này. Mẹ 20.000 nhá, tôi lấy 20.000 WeCoin ra để tôi làm hướng dẫn cho anh em luôn này. À, hộp quà đỏ này, ném ra này. Piu. Đấy đồ thần này, tay châu xanh em ơi. Tay châu xanh nhá, đây con tay châu xanh đây. Đấy, đây là đồ thần X. Đấy. Có đéo phải này.
Cũng không phải này. À, lại phải mua lại phần nữa anh em ạ. Rõ ràng là dòng một thần mà nhỉ. Lép phần nữa thế nào. Mẹ, thêm 20k Bitcoin nữa này. Đấy, cái đồ thần mà nhỉ. Sao nó lại hiện lên cái, nó lại không hiện đồ thần nhỉ? Đây đây đây, đồ thần, đồ thần. Đồ này nó là nhầm anh em ạ. Hên xui, hên xui. Hên xui. Hên xui. Đấy, còn đây là đồ thần thật. Đấy. Xin chào anh em Hiệp Nguyễn. Ác XVOS của anh đâu? Ác đấy đang đi cắm huy chương vàng anh em ạ, cày huy chương vàng rồi. Dĩ vãng rồi, đồ bây giờ là chỉ đi cắm huy chương vàng thôi. Chào anh em Trường Đinh, để ý vợ gọi anh ơi. Chốt cửa rồi, anh em cứ yên tâm, chốt cửa rồi. Chào anh em Bảo ra MU235. MU23 ra năm bao nhiêu bác nhỉ? MU23 là ra năm 2005, 2004. Chào anh em Dương Đắc, xem quả kiếm nào. Đây kiếm này anh em ơi, kiếm rồng. Kiếm rồng của DK, dòng tím gọi là ngất trời luôn anh em ạ. Tăng sát thương là 35%. Tăng tỷ lệ ra đam x3 là 4%. Đấy, dòng hơi ngon luôn. Qua MUPK đi bác. Đây chuẩn bị anh em ơi, chuẩn bị vào việc, chuẩn bị vào việc. Mở hướng dẫn mấy cái phím tắt nhặt đồ đi bác. Đây, nhặt đồ đây anh em ơi. Nhặt đồ anh em chụp lại ảnh màn hình được này. Để mà auto nhặt đồ nhá, là anh em sẽ tích vào cái phần này này. Phần cờ lê này nhá, cái phần cờ lê này. Đấy, để săn bắn anh em chụp lại nhá. Sao nhận được đây, nhận được anh em cũng nhận, cũng chụp lại. Chụp lại màn hình. Là anh em sẽ cài đặt như thế này và anh em sẽ nhận được đồ. Gậy 28 mob chưa bạn, xem gậy nào. Gậy 28 mob rồi anh em ơi. Gậy rồng của tôi là 28 mob rồi. Đi ép sói tấn công đi chú ơi. Đây đây đây, đã quên mất đấy. Có người anh em đưa cho 5 cái sừng gậy mà quên vẫn chưa ép hết đấy. Đây gậy anh em ơi, gậy 28 mob rồi nhá. Bây giờ là đi đập dòng tăng ma lực rồi thôi. Tôi bây giờ tôi trở lại cái nhiệm vụ của tôi lúc đầu, là nhiệm vụ của tôi là đi xoay 5 cái sừng gãy để lên sói tấn công anh em ạ. Quên mất. Anh em đi vã nhau đây này, chặn cửa những tiếng gì đây. Mẹ phun thùng này, phun thùng. Cất. Ui mày quá này. Thùng này vẫn trống anh em ạ, cất đi luôn. Sừng gãy để đâu nhỉ? Sừng gãy để bên bao không à? Gì kia Tony Phạm Hải ơi, lên cầu một cho đồ à? Ok bác. Ui lại có người cho đồ anh em ơi. Từ từ để tôi dọn đồ đã. Rồi. Cầu một à? Cầu một vào việc. Cầu một có người cho đồ. Tôi đây anh em ơi, anh nào cho đồ đây? Tôi đây. Nào mà cho tôi cái Wing 2 có lắc, Wing 2 u. Wing 2 sâu sâu có lắc này ngon đấy. Tôi vẫn đang dùng cái Wing cộng 11 Omo anh em ạ. Tôi đi phạm đâu người em, tôi đi phạm đâu. Anh em bảo lên cầu cầu một đây, tôi đang cầu một đây. Đây. Đây rồi, tôi đi phạm thì cho gì nào? Người em cho gì nào? Úi giời, mẹ cho tôi luôn set Flaming à? Ô hai món thế à? Người em này cho tôi hai món thần long Flaming là cộng 13 anh em ạ. Ngon chết luôn, cảm ơn bác nhé. Cảm ơn bác nhé. Ngon chết anh em ạ. Cộng 13 luôn. Phôi này mà nó mang đi dùng đi dùng đi xoay gì nhỉ? Xoay Wing 2 là phải ngon chết anh em ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ đi về Noria, tôi đi xoay sói. Tôi đang có mấy con sừng gãy để tôi đi xoay sói anh em ạ. Đi phép lại cất vào đây nhá. Đấy, bao 1 à. Bao 0 đi. Sói đâu? Ô đi ông mẹ sao ra cái này nhỉ? Bao cách 1 xem nào. Sói đâu? Cho em món thần long bài đấy mẹ. Có người xin luôn rồi kìa. Đây. Đấy. Tôi như kiểu là dân dân gì nhỉ? Dân dân đồng nát anh em ạ. Cầu 3 đây. Cầu 3 vào việc. Cầu 3. Sợ mất em. Người anh em đâu? Cầu 3. Đây có hai món thần long người anh em Tony Phạm vừa cho xong. À, tôi xin phép lại trao trả lại cho đồng chí sợ mất em. Nha, sợ mất em đâu? Đây. Đồng chí sợ bọn em, tôi xin phép là trao trả lại cho người em sợ bọn em hai món luôn, vào việc luôn. Đấy, kính thưa toàn thể đại hội, kính thưa các đồng chí, hôm nay là tôi được nhận hai món Flaming cộng 13 và bây giờ tôi xin trao tặng lại cho người anh em, cho đồng chí sợ bất em, để đồng chí phát huy hết nguồn sức mạnh của DK.
MU gì vậy anh ơi? Chào anh em Phạm Đình Tín, MU có ghi trên màn hình em ơi. Hoài niệm MU đấy, có ghi trên màn hình đấy. Người em gõ là ra thôi. Em tôi đi tìm. Tôi đi tìm bao công không có. Bao cách 2. Mấy con sói của tôi đâu? Đây 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 đây, một cái thừng gãy, 2 3 cái vẫn còn anh em ạ. May quá. Vẫn còn. Bây giờ tôi đi xoay 1 2 3. Xoay ra sói anh em ơi, chưa được con nào. 5 cái sừng gãy, xoay 2 giờ dư ra, bây giờ xoay tiếp. Một cái sừng gãy này, 3 viên like và 1 viên trao, tỷ lệ là 30% anh em ơi. Xin phép là vào việc luôn. Mẹ mày nghĩ không được con nào. 1 2 3. Xoay đây. Chẳng lẽ không được con nào? Phải có em ơi, đây sói sói tinh anh em ơi, một con. Còn một nháy nữa nào, còn một nháy nữa. Còn một nháy nữa anh em ơi. 1 2 3 1. Mày có lên không? Hai nháy luôn nhá, được hai nháy. Thì kia coffee, bác ơi em xin cái vũ khí trao. Lưng đồ nè. Bác ơi xin cái vũ khí trao. Chào anh em Penny, mẫu này có top PK không ạ? Không có top PK anh em ơi, anh em tự PK thôi. Rảnh thì PK. Còn không thì đi săn bot. Chào anh em 101, ngày trước có mình em đi được vé đi là phải nhặt kiếm rồng, gậy rồng lỏm về cho mấy thằng nó chơi. Đúng rồi. Đấy, nhiều anh em đi săn được bot này, được đồ ngon là về bắt đầu là cho lại anh em trong vui, đây là vui. Chào anh em Phạm Tùng, tôi mới tặng bác hai món thần long đó, cảm ơn người anh em Tony nhá. Vừa nãy là thông báo với toàn đại hội rồi. Đấy, đại hội của chúng ta hôm nay là được tặng nhận một số có món đồ từ thiện. Do vậy mà tôi xin phép là trao lại tặng tiếp cho một số đồng chí. Để các đồng chí đấy là có trách nhiệm hơn trong cái việc đi săn bot. Để các đồng chí đấy gọi là vui vẻ hơn. Chào anh em Tùng, sáng tải game vô chơi, xin vô vui, không ai cho xóa luôn, buồn ghê. Phải đợi em ơi, vui vui người ta thường thường là vui là phải từ từ. Anh em cứ gọi là giải trí để cho nó mình biết mình quen đã. Là dần dần sẽ vào được vui thôi anh em ơi. Làm sao bây giờ một người nhá, một người mà trong vui đó toàn thể anh em thôi. Tức là người ta không quen biết mình này, ít khi người ta cho một vui lắm. Phải từ từ anh em ạ. Đấy, phải từ từ. Chào anh em Tony Phạm. Ừ chết cha rồi. Đồng chí này là đang trách tôi là cho cái đồ farming rồi. Qua tôi cho thêm đồ. Lại cho thêm đồ à? Ok. Ok, lại cho thêm đồ à? Ok đồng chí. Ok bác. Cầu 1 đúng không? Cầu 1, cầu 1. Cầu 1. Cầu 1, đấy. Đồng chí Tony Phạm lại tiếp tục cho thuê đồ rồi. Cầu 1. Tôi đang cầu 1 đây. Chào người em Juno. Bạn ơi check tin nhắn mét em với. Ok người anh em ơi phải xong like thôi. Xong like mới check được. Chứ bây giờ không check được. Bây giờ check bây giờ là ảnh hưởng đến cái việc gọi là anh em nó đang họp đại hội. Đấy. Đại hội của chúng ta hôm nay đang rất là đông người. Và anh em đang họp như này là các phần tin nhắn rồi là điện thoại là xin phép là tắt nguồn anh em ơi. Để đại hội gọi thành công rực rỡ hơn. Chào anh em Ngọc Phạm. Hoàng Ngọc Phạm. Có đá bóng rồi, có xem bác có nghe anh em ơi. Nhưng cứ phải gọi là đi vã nhau tí đã. Đập đập tối sân đập sói tấn công đi bác. Ok người anh em. Ông Tony Phạm bảo tôi sang đây mà đâu rồi nhỉ? Anh em Tony Phạm đâu? Anh em Phạm Tùng đâu? Tony ơi, Tony bảo tôi sang đây cho đồ mà Tony để tôi đứng ở đầu cầu này à. Em bây giờ đang mùa bóng để tôi đứng đầu cầu này lạnh lắm anh em ơi. Nước ở dưới nó chảy xiết thế kia kìa. Chào anh em Đức Nguyễn, game đông, chơi vui đi bác nhỉ. Nói chung là toàn mấy cái người anh em gọi là già rồi, tay chân chậm chạp anh em ạ. Giải trí cho đỡ buồn thôi. Một phút đã ok người anh em, một phút. Tôi sẽ đợi người anh em một phút. Yêu cầu các đồng chí trật tự nhá. Đại hội của chúng ta bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một phút để anh em có thể đi vệ sinh. Đấy, để chúng ta chờ đồng chí Tony Phạm đi chuẩn bị lên phát biểu. Cảm ơn người em Bunniger đã follow. Để tôi xin phép đi xoay đồ này. Ông nào giật giật này. Ông này nghe chừng VIP Pro này. Đấy.
xem trang bị luôn. Chúng ta cùng đến với nhân vật gấu 16 với trang phục, đó là set này, set cấp 7 đấy. Đây gọi set cấp 7 nha bạn. Ma vương là set cấp 7 này. Đấy, set ma vương cộng 13 này. Giảm rất thương 7%. 5 món như một luôn, đều cộng 13. Gậy thiên sứ cộng 13. Tăng ma lực cộng 1.900. Kiên triệu hồn cộng 13. Đấy. Cánh này, ui. Cánh linh hồn cộng 13 anh em ơi, mắc quên rồi. Em xin cây mũ triệu hồn. Ok. Đợi tí để tôi ông Tony Phạm ông vào đã. Cầu 3. Cầu 1. Cầu 1, bây giờ qua cầu 1 đi. Qua cầu 1. Qua cầu 1. Gì kia? Dũng Chọc. Mẹ Dũng Chọc HD à, Dũng Chọc Hà Đông luôn à. Ghê đấy. À đây người em Tony Phạm đây rồi, xuất hiện rồi. Tôi đây người em ơi. Cái chỗ này như là chỗ này là chỗ cầu của Avenger sao nhỉ? Tôi toàn thấy được vui Avenger ở đây thôi anh em ạ. Cái cầu 3 này à. Lại cầu 3. Lại cầu 3, ok lại qua cầu 3. Người anh em cứ đổi cầu như này làm tôi chóng mặt quá. Hai Tony Phạm đây. Người em cho gì nào? Tay thánh nữ cộng 12. Chân thánh nữ cộng 12. Mắc quên. Quần thánh nữ cộng 12. Áo. Áo thánh nữ cộng 12. Còn cái mũ nữa. Mũ nữa. Ôi chắc không có mũ rồi. Ok. Đấy, xin phép là soi đồ của anh em Tony Phạm ấy nhở. Người anh em cho tôi hơi nhiều đồ ngon đấy. Đồ vừa đấy đồ cộng 0 anh em ạ. Xét thần xét thánh nữ cộng 0. Đấy xét thánh nữ cộng 0. Ok người anh em. Bây giờ xin phép đi soi đồ của anh em Tony Phạm này. Với xét đồ là Flaming cộng 13. Úi dồi ôi, mắc quỳnh mẹ rồi anh em ơi. Xét Flaming cộng 13 luôn rồi. Mắc quỳnh rồi. Vâng Wing 2 là cộng 13 luôn. Thần mã Thiên tử kiến cộng 13. Úi dồi ôi, mắc quỳnh luôn. Tăng lên cao nhất cộng 2.000. Tăng tỷ lệ sát thương hoàn hảo cộng 10%. Một cây. Hai cây như một anh em ạ. Hai cây như một luôn. Hai cây như một luôn. Đấy Ring Pen cộng 3. Ngon. Ồ xin phép đây là top 1 DK anh em ơi. Top 1 DK rồi. Thì là cho xin sinh bộ Ring Pen là ok đấy. Ring Pen có luôn. Giao dịch. Đây Ring Pen này anh em ơi. Ring Pen này có luôn này. Đấy Ring Pen có luôn. Cho luôn cả bộ cộng 2 luôn nhá. Mạnh dạn xin bắt xét thanh nữ. Xét thanh nữ vừa đây cộng 0 anh em ạ. Xét thanh nữ cộng 0. Đấy, cộng 0 anh em mang về cũng chả dùng được đâu. Cộng 0 thôi. Cho em xin cái mũ triệu hồn đây đây. Để tôi đi vào xem còn cái mũ triệu hồn không. Hình như có một cái. Mũ giờ lại hiếm rồi nhỉ. Anh em xin mũ nhiều ấy nhỉ. Mũ giờ lại hiếm sao ấy nhỉ. Bao à. Dũng Chọc Hà Đông à. Cho ngay người em Dũng Chọc Hà Đông luôn. Ui mẹ cộng 9 luôn này. Ngon luôn anh em ạ. Ông mày xin chuẩn đấy. Ông mày biết thùng đồ tôi có gì luôn ạ. À. Người em biết tôi cái thùng đồ của tôi là có cái mũ triệu hồn cộng 9 giảm đất thương luôn. Đâu rồi Dũng Chọc Hà Đông đâu. Đây Dũng Chọc Hà Đông đây. Xem đồ ông này này. Nhìn mẹ còn thiếu đúng cái mũ anh em ạ. Ông này còn thiếu đúng cái mũ thật à. À mẹ tôi cho ông cái mũ này thì ngon ngon quá. Mẹ này đúng vào việc luôn. Ồ ghê thật. Xong bác nhé. Ok. Ok men. Chào người anh em Nguyễn Vũ. Bác xin vào vui đó săn bot PK cho sướng. Ok anh em ơi. Mới hôm trước vào rồi. Mới hôm trước vào đi đi gì nhỉ. Đi công thành chiến với cả cùng vui Avenger rồi. Thế hôm sau là bị kích ra rồi. Mấy bữa lại xin vào. Đấy, khi nào đi công thành chiến lại xin vào. Chào anh em Trần Trung Hiếu. Cho xin bộ F được không bác? Bộ F cộng 0 anh em ơi. Bộ F cộng 0. Đấy, bộ F cộng, anh em Tony Phạm vừa cho là đồ cộng 0 thôi anh em ơi. Đồ lởm lởm. Chào anh em Lâm Nguyễn Kiệt Ngáo. Dạo này đồ đạc thế nào rồi? Hai trẻ trâu không thấy solo. Vừa solo xong. Người anh em Lâm Nguyễn ạ. Tôi với người anh em Kiệt Pero của tôi Kiệt Gà là vừa solo xong. Đấy vừa solo xong luôn. Cho xin bộ F đi bác. Gì đây? Ông nào đây? F mông to. Úi trời cho tay triệu hồn này. Ôi trời cảm ơn bác nhé. Cảm ơn bác nhé.
Ai lông ngan lông vịt nào, nhôm đồng sắt vụn không dùng đến bán đi. Tôi là dân đi buôn đồng nát anh em ơi. Thánh dâu cộng 12 mà. Cộng 12 đâu, cộng 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 không thôi, không phải cộng 12. Anh Hải bây giờ qua top top là Mura. Đúng rồi anh em ơi. Kênh này của tôi là bên top top là làm lâu rồi, cách đây hơn năm rồi. Bây giờ tôi mới like thôi, ngày xưa ít like. Hàn tín à, hàn tín cho gì nhỉ? Cho gì? Người anh em. Ôi giời, giao dịch chạy thôi à? Chào người anh em Phạm Khôi ép sói hoàng kim đi cho hoành tráng. Hoành tráng đấy. Hoành tráng như là mất đấy anh em ơi. Một con sói bây giờ là 100k. Ba con bây giờ là 300k. À, người em cho tôi này. Hai cái ring cộng 3 anh em ơi. Ba cái ring cộng 3 luôn. Một cái pen. À, người em Hàn Tín của Quy Lương Sơn à. Ok đấy. À, ok. Cảm ơn bác nhé. Ngon chết anh em ơi. Chào người em Nguyễn Trung. Người em Trung đúng giờ thật đấy. Người anh em Nguyễn Trung là cứ đến cái giờ khoảng tầm khoảng hơn 11 giờ đêm là người anh em lại nhắn tin cho tôi. Tắt like, ngủ đi đầu đất. Ok người anh em. Chúc người anh em Nguyễn Trung gọi là gì ạ? Ngủ ngon. Mơ giấc mơ tuyệt đẹp luôn. Chào người Hoàng Thanh đi kiếm cái Quỳnh hai lắc cộng bộ đồ thần 13 đi chứ giờ thấy người ta anh em hơi thọt. Bây giờ kiếm đồ đấy là cũng phải có kinh tế anh em ạ. Tôi bây giờ phải từ từ. Để đợi anh em dùng chán đi. Đấy, tôi mua lại với giá rẻ hoặc là anh em lại cho tôi lại dùng. Đấy, chứ mua bây giờ là hơi bị đắt anh em ạ. Gà của thằng bạn tôi bây giờ vợ nó không cho xuất chuồng nữa rồi nên bây giờ là hơi bị bí. Đấy, bí bây giờ anh em nó và anh em tôi là bây giờ phải đi gọi là gì ạ? Tăng xin giảm mua, đấy, tích cực cầm nhầm. Tăng xin giảm mua anh em Xin chào người anh em chữ loằng ngoằng trái tim ở giữa. À, ông Hải có đọc được comment của tôi không? Đọc được anh em ơi. Là tên gì kia? Thuận Sky à? Chào người anh em Thuận Sky nhá. Người anh em có quả tên gọi là hơi bị pro đấy. Đấy, Thuận trái tim ở giữa xong Sky. Em sói đi bác. Gì đây em thấy có sói bác cho em xin một con được không đấy, em lại xin tôi một con này lại người đồng chí Giang Giang Lan này, đồng chí này tôi vừa cho set 11 xong nhá, đồng chí này bây giờ lại xin tôi con sói nữa đấy, đồng chí này hơi bị dã man luôn anh em ạ, tôi xin phép lại tặng đồng chí một con nhá để đồng chí được gọi là yên tâm công tác vào việc. Chào anh em Vi Lâm, bác chịu khó đọc tin nhắn ở YouTube vào đây mới là anh em già 1952. Ok anh em vẫn đọc bình thường anh em ơi, vẫn đọc bình thường thì kìa, em xin luôn cho đỡ nhục mặt. Đây nhá, à, xin báo cáo toàn toàn thể đại hội là hôm nay là tôi lại xin phép là giao một vật phẩm rất là quan trọng là sói linh hồn sói tinh cho đồng chí Giang Lan để đồng chí gọi là yên tâm công tác, yên tâm phấn đấu nhá, săn bót nhiệt tình. Rồi vào việc. Chào em Cường Nguyễn à, cho em xin con sói đỏ đi. Kẻ thỏi bác đây rồi, vào đây, người em Cường Nguyễn vào đây. Tên nhân vật của anh em Cường Nguyễn là gì? Tôi xin phép là để dành cho người em Cường Nguyễn một con sói. Tôi vừa xoay được nha, người em Cường Nguyễn đâu, còn một con duy nhất thôi. Người em vào đi. Nhanh không anh em xin hết bây giờ. Chào anh em Vi Lâm, bác bật donate lên. Úi dồi ôi, ok anh em ơi. Để tôi nghiên cứu thằng donate, tôi chưa bao giờ tôi bật donate. Siêu chuối đó bác ạ. À, siêu chuối à. Đây đây xin phép nhá. Kính thưa toàn thể hội nghị. Sau đây là tôi xin trao một cái huân chương hữu nghị danh dự cho đồng chí siêu chuối. Đấy, đó là nhân vật đó là vật phẩm linh hồn sói tinh. Mong đồng chí là cố gắng hết sức nhá, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bác bỏ cái mũ ra cho nó đúng thời thời trang à. Đây, bỏ mũ luôn. Nhá, đấy. Ô ok chưa? Tôi phải đi tìm cái mũ pass anh em ơi. Để tôi đi, đi tìm cái mũ nửa đầu nó đeo cho đẹp. Chào anh em Long Đỗ, người ta nhờ chú xoay sói tấn công, chú không xoay lại đi cho. Quên đi nha bà mẹ, quên chết tôi rồi. Đúng rồi, người anh em này bảo bảo tôi đi xoay sói tấn công anh em ạ. Thế bật mẹ, xin bây giờ anh em xin hết của tôi rồi. Thôi 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 để tôi đi 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 tìm xem có cái sừng gãy nào thì tôi đi mua lại này. Đây này đấy. Mảnh áo giáp này để xoay sói anh em ơi. Bán đầy luôn này. Đi tìm cái mũ nửa đầu nào, không có không.
Giày này, giày bán đắt nhỉ, giày này bán 300.000 huy coin cả, ghê đấy. 300.000 huy coin rơi vào tầm khoảng 40.000 Việt Nam đồng sao ấy, tầm đấy. Line này, line là ui 11.000 huy coin một viên, tức là có 1.000 huy coin một viên thôi anh em ơi. Ông nào không, trước có ông nào bán cái mũ nửa đầu đâu nhỉ? Đâu thấy hôm nay không thấy rồi. Mũ nửa đầu đâu? Mũ pass của tôi đâu? Đâu quá luôn. Gậy rồng, ui giời, Omo này. Nhìn cái quả gậy rồng này quen lắm anh em ạ. Gậy rồng này nhìn quen lắm, khiên này cũng quen lắm này. Đi ạ, Hải ơi cho thêm đồ này. Ô tôi đi phạm mà, ok. Hãy cho tiếp à. Cầu 3. Bác nhé. Đâu rồi? Về cầu 3 người anh em ơi. Cầu 3 vào việc. Mẹ có người anh em tôi đi phạm lại cho rồi. Cầu 3. Chào anh em Thuận Sky, bật donate lại ngon chết. Đấy, có khi là bật donate lên anh em có ít tiền lẻ là ủng hộ là cũng ok đấy anh em ơi. 1.000, 2.000 gì đấy. Thỉnh thoảng anh em donate cái cho nó nhảy tinh tinh, gọi là tiếng bật nhạc lên tinh tinh nghe cho vui. Chỉ cách xoay quay sói đi bác, vừa xoay rồi. Vừa xoay sói cho anh em ơi. Vừa tôi xoay sói được linh hồn sói tinh rồi, anh em tua lại video đi là sẽ có cái hướng dẫn đấy. Bác cho em xin ít đồ ép. Xin chào anh em Trần Trung Hiếu này, xem đồ ép còn cái gì không. Đây đồ ép đây anh em ơi, đồ ép đây có nỏ này anh em ơi, có nỏ này, nỏ thanh nữ này, nỏ rồng này, anh em thích nỏ gì? Đấy, nỏ thanh nữ, nỏ rồng, anh em thích gì nào? Chào anh em 101 đấy. Ngon anh em ạ. Thì đây bên BK bộ sâu hồng có ngon không bác? Xin chào anh em Cá Mập 24. Bộ sâu hồng là rất là ngon anh em ơi. Bộ sâu hồng là ngon đấy. Mạnh, nói chung là mấy set đồ này nó mạnh như nhau. Nó gọi là chỉ là gọi là thay đổi thời trang thôi anh em ạ. Nó sẽ mạnh như nhau đấy. Quan trọng anh em thích màu hồng thì đeo sâu hồng, thích màu xanh thì là đeo legend. Đấy. Em đây, hi hi. Người em hi hi là ai đây? Em xin đồ ép cộng nỏ rồng bác ơi. Đây đây, có nỏ rồng thôi. Có nỏ rồng thôi. Cho người em cái nỏ rồng thôi. À thôi nhầm cho cái nỏ rồng. Còn nỏ thanh nữ là để lại cho những người em khác. Trung Hiếu Trần đây à? Trung Hiếu Trần đây à? Người em Trung Hiếu hơn Trung Hiếu đây à? À đây rồi, xin phép là tặng người. Ôi sao cái set thanh nữ này nó lại cộng 12 nhỉ? Tôi cứ tưởng cộng 0 cơ. Lại cộng 12 này tặng người anh em này nó hơi quá không nhỉ? Anh em nhỉ? Đấy, theo anh em là có nên tặng người anh em Trần Trung Hiếu set đồ thanh nữ cộng 12 không nhỉ? Mẹ bộ này bây giờ bán đi là cũng được mấy chọc đấy. Cộng 12 này cũng phải được 100k anh em ạ. Thôi anh em ạ. Sâu phải mặc legend đội mũ vải thô đúng với rất hoài niệm. Đây đang đi tìm anh em ơi, đang đi tìm cái mũ vải thô đây. Để lại à? Đấy, nhiều anh em để lại à? Không là đấy. Tôi xin phép là tặng người anh em cái này trước nhá. Xin phép là tặng người anh em cái này với cả bộ ring pen đi. Ring pen cộng 3 là ngon đấy. Còn bộ set thanh nữ cộng 12 này xin phép để lại. Đấy, ok. Cái gì bác đọc số tài khoản rồi em bán cho bác à? Không không. Không ai làm thế anh em ạ. Bộ này là người anh em Tony Phạm vừa cho tôi xong. Đấy. Tôi xin phép để lại làm kỷ niệm. Ok. Xin phép để lại làm kỷ niệm. Em cảm ơn bác. Cho nhầm người rồi mẹ. Thế nào cho nhầm người chứ đéo nhỉ? Em kia không phải em. Lại cho nhầm người à? Hải ơi này, đây này người em Tony Phạm này, đây chủ này, chủ của cái set đồ thánh nữ đây, giao dịch luôn, xem người em cho gì tiếp nào. Ai nhôm đồng sắt vụn, bán đi. TV tủ lạnh điều hòa hỏng không dùng nữa, làm hàng bán đi. Ấy ơi, đây rồi, mũ vải thô đây rồi, tuyệt vời luôn. Ngon chết đây, kỷ niệm đây anh em ơi. Ôi lại còn set dâu hồng đây này, đồng đồ đây này. Ngon quét luôn. Đấy anh em thật là tuyệt vời. Đấy nha, xin phép nha. Ngon quét luôn, ok luôn, vào việc. Ui ổ nguyên một set luôn, thiếu. Thiếu gì nhỉ?
Đủ rồi đấy. Ai đây, xin phép nha, bỏ cái mũ triệu hồn thì xuống này. Lại cho tiếp à? Full mẹ rồi đấy anh em ơi, full rồi. Full 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 full. Full đợi 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 tí, đợi tôi tí. Đợi tôi tí nha. Đợi đi đi, cất đã, cất cất đồ, cất đồ, cất đồ, cất đồ. Cất đồ đây anh em ơi. Đấy, đôi khi là vào chơi game MU nó không phải là đi đi đánh nhau anh em ạ, không phải đi BK đâu. Không phải là đi săn boss đâu, đôi khi là anh em vào cho nhau nó là giao lưu thôi, cho nhau mấy món đồ nó vui vui này. Đấy, có nhiều cách chơi anh em ạ. Chứ không phải là cứ vào đi bem nhau mà cứ phải đi donate đi nạp mốc nạp làm cái gì ạ. Đây tôi chơi kỷ niệm anh em ơi, đấy chỉ mấy cái set đồ này vui vui thôi. Thừa thì lại tặng anh em khác. Đây, xin phép để này xuống này, đeo cái mũ này lên. Mũ này xong đeo được cả đây đây đây. Đeo được, đeo được. Quê quê. Quê quê quê. Cho mình con sói thường, mẹ vừa cho rồi. Vừa cho rồi bác ạ. Vừa cho rồi, vừa cho rồi bác ạ. Vừa cho xong rồi. Người em không xin sớm ạ. À. Tôi vừa cho rồi. Tôi vừa cho hai người anh em rồi. Đây mũ pass anh em ơi, ok chưa? Chuẩn chưa? Thì bác Hà cho mình xin xin xét sâu hồng à. Ông này nhanh nhỉ. Chỗ này xem trang bị cái nào. Cục 7 này. Áo có lắc là không là xong này, từ đã nhá. Áo lắc này, mũ này. Như vậy là người em còn thiếu tay, quần với chân là có lắc đúng không? Để tôi tìm. Từ đã để tôi tay chân này, chân ok này. Quần ok này. Cái tay này, vậy ông này xin chuẩn đấy nhỉ? Ông này xin tôi chuẩn đấy, xin phát đúng được mấy đồ lắc luôn này. Xem trang bị lại này, ông này chỉ có một cái áo lắc thôi anh em ơi. Quần Omo này. Đây, giao dịch luôn, mẹ nhìn chất lượng ngay anh em ơi. Mũ pad nửa đầu với chất lượng luôn. Tay này. Đâu phải. Đây. À, tay đây, tay đây, tay đây, tay này mới đúng. Tay này là tay X. Đấy nhá. Anh em mặc bộ này vào phát là ngon ngay này. Ô ok luôn. Vào việc, ok đi. Trời ơi, mẹ mũ pad nửa đầu anh em ơi, nhìn nó chất lượng hẳn chưa? Kỷ niệm chưa anh em ơi? Xin chào người anh em Sang Vân, Wing 2 săn đâu bác nhỉ? Wing 2 thì tự xoay. Nhưng mà anh em mà nếu mà chơi tân thủ nhá, vào có lệnh sổ cho tân thủ là có Wing 2 rồi. Còn không anh em phải tự xoay đấy. Xoay đi kiếm lông vũ ở trên Icarus đấy, xong rồi xoay. Chào người anh em Tuấn Ngô, bác đổi cho em bộ thánh nữ 12 lấy bộ nữ thân cộng 11 à? Thôi anh em ơi, để dành, để dành. Đồ của người ta tặng là đôi khi phải giữ lại tí anh em ạ. Đấy, làm một cái nghề gọi là đồng nát này đôi khi phải giữ lại một số đồ anh em ơi. Chào người anh em Nguyễn Vu. Xin mà không nói tên cho nhầm thì biết trách ai. Đúng rồi anh em ơi, nhiều khi cho nhầm đấy. Tôi đi phạm cái hài ơi, đây, đây đây rồi. Người anh em lại cho đồ từ đó để tôi lại ra lấy đồ của anh em. Tôi đi phạm xem có đồ gì ngon nữa không. Người anh em này hôm nay là có khi là trúng quả anh em ạ. Nên là dễ tính như thế này, giao dịch vào việc. Qua lấy đồ nữa này, đây đây đây, tôi đây người anh em. Vũ khí trao này, đã dùng để xoay vinh 2 này, gậy Kundun này. Ôi rồi, tăng ma lực luôn này, cộng đến 7 luôn này. Gậy mãng xà cộng 7 này, quần gia nhân cộng 10 này. Ngon ngon. Đấy, đồ này anh em cần lại cho nhá. Ok. Đi đây. Ringband cộng 3 nhìn biết ngay. Đen đen như này là Ringband cộng 3 rồi. Ngon ngon. Ringband cộng 3 bây giờ đang là mắc nhìn nhá. Là cao nhất đấy. Rồi Ring cộng 2. Ring cộng 2. Tiếp tiếp tiếp. Người em vừa đang đi đang lọc đồ đấy. Đang lọc đồ gọi là suy nghĩ mà xem mẹ cho thằng này cái gì đấy. Tôi thấy chuyển đồ này lâu này là như vậy đấy. Ok cảm ơn bác nhé. Ok người anh em, ngon chết anh em ạ. Icarus rơi tỷ lệ bằng Arena các bạn. Icarus như nhau anh em ơi. Tỷ lệ có khi là như nhau ấy. Cày đâu cũng được. Chào anh em Hoàng Thiên Cung. Giao dịch gì đây anh em ơi. Hi hi này. Hi lấy lỏi, lấy đấy à. Đây. Ring Pen cộng 2 có một bộ đây. Đấy, Ring Pen cộng 2 này. Áo này. Ok chưa, hi hi. Hi đâu. Đúng rồi, ok, thế vào việc ngay. Lại xin thêm cho đủ bộ bác ơi, công làm kia.
Tôi đi phạm lại cho gì đây? Lại cho tiếp. Lại cho tiếp anh em ạ. Đây, trời ơi. Đại đồ thần này. Nó là nhiều như mưa luôn anh em ạ. Nhiều như mưa luôn. Kiếm đâu cái mũ đấy? Cái mũ này á. À? Cái mũ này người anh em Tony Phạm này vừa cho này. Đấy, thấy bảo thiếu cái mũ gọi là kỷ niệm phát là cho luôn. Đấy, nhìn chất lượng ngay anh em ơi. Đây. Đây là set Legend đứng bên cạnh. Đây là set này, set sâu anh em ơi. Đấy, set sâu. Ông này ông lại xin tôi sẽ bộ ring band này. Toàn có ring band lại cho luôn. Nha, thiếu ring band thật này. Đấy, giao dịch luôn này, vào việc. Người đồng chí Giang Lan vào việc cho xe mũ nửa đầu luôn. Chào anh em Đức Nguyễn, hôm nay bác Hải được cho nhiều thế phân quá nhỉ. Hôm nào thế thôi anh em ơi, hôm nào anh em cho đồ mà tôi lại đi cho đồ anh em thế nào. Đi đây anh em, tân VIP 196 gì đây, cho gì đây. Rồi lại cho full bố rồi anh em ơi, full xin phép là full rồi. Làm đéo gì bây giờ, full anh em, full rồi. Lấy ring pen thôi. Lấy pen thôi bác ạ, à. Thôi bác ạ, à. Full rồi. Đúng rồi, lấy pen thôi. Cảm ơn người anh em tân VIP 196 nhá, tôi chỉ lấy được pen thôi, full thùng hết rồi. Cảm ơn bác nhé. Đấy. Cần gì đi VK đâu anh em ơi, buổi tối lại vào cứ cho nhau đồ này là vui rồi. Game là giải trí nha mọi người, mỗi người giải trí một kiểu. Đấy, ông nào thích đi đồ sát thì đi đồ sát. Tôi có để cứ đứng lang thang ở đây gọi là hóng gió cầu này, cho đồ anh em lại cho đồ tôi. Bán bớt đi anh. Để lọc đồ anh em ơi, để lọc đồ lại. Để lọc lại đồ xem nó có bán được không. Chào anh em Vi Lâm. Đủ má, mũ bát, tôi khóc đấy. Đấy, mũ bát chuẩn chưa? Đấy, đợi tí nhé, lại gì đi. Mấy em giang đàn gì đây. Đã, người em xin bộ ring pen ở đây, ring pen đây. Ring pen luôn, ring pen đang có luôn. Đấy, vào việc. Đấy, đủ bộ nhá. À, ông này có mũ vải thô này. Phang vào lon này. Phang vào lon này, có mũ vải thô này, có lắc này. Mũ của tôi là Omo, Omo được em ạ. Đội cho đẹp. Ok đi người anh em. Bên ba bác ơi à, ba cũng được, ok đi, bên ba cũng được, bên ba cũng được, ok đi. Đây cho thêm cả cái ring hại này, đấy, vào việc đi, vào việc luôn. Có áo với quần ma thuật lắc không bác Hải? Không có bác ạ, không có bác ạ. Đồ sâu ma thuật giờ đang là hết rồi, vừa cho rồi đây, vừa mới đưa cho đồng chí Giang Lan đi rồi, đủ rồi. Xin chào anh em Cường Ngố, tân thủ có hỗ trợ gì không bạn? Tân thủ anh em có lệnh sổ chéo tân thủ hay là có set đồ cộng 11 rồi. Đấy là cộng 11 rồi. Thành bác cho gì đây? Người anh em Tazia gì đây? Người anh em Giang Lan gì đây? Be là cái gì? Pen này. Pen có rồi mà, cho rồi mà. Đấy nhá, người anh em gần có lệnh là sổ chéo tân thủ này. Đấy là sẽ có set đồ thôi. Ok này. Đấy, trời ơi, lại ngon chết này. Full rồi, full thùng anh em. Em không cả full thùng rồi, không ok được. Full thùng rồi. Full thùng anh em ơi, full thùng rồi. Full thùng, thùng full rồi. Full thùng. Anh em cho nhiều đồ quá, full anh em ạ, không lấy được nữa rồi, full quá rồi này. Chào người anh em Phạm Tiến Dũng, HI, làm nhiệm vụ cấp 2 như nào vậy bạn? Con game này không cần làm nhiệm vụ anh em ơi, anh em cần có lệnh này, sổ chéo này, nhiệm vụ. Đấy, enter một phát ấy là tự làm nhiệm vụ rồi. Đấy, enter phát đầu tiên là nhằm nhiệm vụ 2 này, tiếp tục enter lần thứ 2 nữa là làm nhiệm vụ 3. Đấy, có lệnh sổ chéo nhiệm vụ. Full rồi anh em ơi, full rồi, full thùng. À, không đẩy được này, đẩy hết đồ rồi. Không còn chỗ rồi. Tôi thử sắp xếp thế này. Có quét được nữa không? Rồi sơ như kiểu xếp hình như này. Xếp hình đấy nhỉ. Đấy, như này là mắc pinh rồi đấy. Đấy rồi. Có khi vẫn đủ đấy, vẫn đủ đấy anh em ạ, vẫn đủ đấy. Vẫn quét được. Nào ok. Ok luôn. Vào việc.
Ok đi anh em, được là được, còn không được là tôi cũng xin phép là không lấy thêm được. Cơ sở đồng nát của tôi hôm nay là full rồi. Đấy, full rồi. Chào người em NV Tuân. Lão ơi, cộng điểm RF sao nhỉ? RF à? Tí nữa nhá. Tí nữa qua bên MU trừ BK thì mới chơi được RF. Bác Hải cho em xin đi kiếm rồng không? Đây, kiếm rồng cũng còn. Đây, kiếm rồng đây, người em Trần Trung Hiếu đâu? Tên là gì nhỉ? Cha xe tôi đi. Đấy, cha xe tôi đi, tôi đưa cho người anh em cái kiếm rồng. Vẫn còn một cái. Cho em đồ sâu hồng à? Đây, sâu hồng có mỗi tay thôi. Có mỗi tay thôi anh em ơi, tay lởm lắm. Tay này không phải tay thần. Bây giờ anh em phải dùng đồ thần rồi. Đợi em, ok, qua đi anh em ơi. Bao giờ sang qua đây, chuẩn bị rồi. Cho lốt đồ này, tôi sẽ sang bên MU trừ BK để hướng dẫn người anh em cộng điểm RF nhé. Chào người em Long Nguyễn, bảo AD cho gì set thêm đi, mỗi lần reset cộng 10 hoặc 20 point thôi. Anh em nó quái cái nhau là vừa. Đâu ông nào nhỉ, em đây à? Duy Anh 1 à? À, Duy Anh 1 à? Đây. Em đây, đây. Đây. Đấy, bây giờ nhá, tôi xin phép trả lời câu hỏi của người em Long Nguyễn nhá. Là sẽ bảo AD này cho mỗi lần reset là tăng thêm 10 hoặc 20 point thôi nhá. Nếu mà nhá, bây giờ mở reset ra để cho anh em cày. Ví dụ cày lên 1.000 lần reset đi nhá. Đảm bảo là sau khoảng 15 ngày là anh em nghỉ hết. Là không ai cày anh em ơi. Bây giờ game bây giờ là ai đi cày. Bây giờ chỉ là có thể giải trí vào sandbox thôi. Bây giờ chỉ cần lệch nhau 100 point thôi là người ta đã cảm thấy khác rồi. Là người ta cảm thấy là không theo được rồi. Là người ta sẽ không chơi nữa anh em ơi. Đấy, do vậy mà mở con game ra, anh em giải trí là phải đồng đều. Tốt nhất là chỉ giới hạn 50 lần reset thôi là dừng. Anh em lúc đấy là chỉ bỏ thời gian ra đi sân bot. Và game sân bot này đi cho đồ nhau thôi. Không phải cày anh em ạ. Chứ bây giờ mở reset ra là game sẽ ra đi đấy. Tôi đoán, tôi tin chắc điều đấy đấy. Tại vì có người cày được và có người không cày được. Mà 90% là anh em sẽ không cày. Đi đây, người em Giang Lan vẫn xin à? Đây, pen đây. Đấy, đủ pen nhá. Đủ ring nhá. Đấy, ok chưa? Ring pen 3 đây rồi. Ngon. Thôi. Ôi xin phép là đi cắm chuột anh em ơi. Còn đồ MG không cho em xin bác Hải ơi. Chào người anh em Sang Vân à. Đồ MG à. Đồ MG bây giờ là còn mỗi cái gậy mãng xà này. Hai gậy mãng xà người anh em ơi. Đấy, hai gậy mãng xà của MG đấy. Thấy bác Hải rồi. Đấy, người em Sang Vân nếu mà lấy đồ MG thì tôi đưa cho người anh em là gậy con đun là một này, gậy mãng xà là hai này và bộ ring pen thôi. Đấy, hết. Tôi chỉ có vũ khí thôi, còn set đồ không có. Đấy, người em lấy thì ấn ok một cái để tôi đợi, còn không là tôi sẽ sang bên MU trừ BK. Ông kia cho cả set MG nhưng mà không đủ chỗ anh em ạ. Đấy. Tôi chỉ gọi là người vận chuyển anh em ơi. Đấy, người anh em khác tin tưởng tôi là đưa cho tôi đồ đấy, tôi lại đi cho người anh em khác. Đôi khi là các anh em đấy lại không gặp được nhau. Đấy. Tôi xin phép là đi qua bên MU trừ BK anh em nhé. Tôi đi cặp chuột cái. Người em Sang Vân ấn ok cái là tôi chờ anh em luôn. Đâu hết rồi. BK về thành hết rồi à. Tần khi chiếc này. Tạo nhóm lại. Đuôi rồi đây rồi. Team này đi đéo đâu vào đông này. Đang đi David à. Đang đi David sao đúng không? Để xem được anh em đi đâu. Yumi này, Atlan này. Chết là về Atlan hết à. Chào bác nhé. Chào bác nhé. Đấy, xin phép cắm bên này anh em nhé. Bây giờ tôi sẽ qua bên MU trừ BK để chơi RF nhá. Bác qua hộ em con sói từ hôm qua nó mất 6 con rồi. Có một ác không chơi, còn ít ngọc, một xóa tấn công. Ai lấy không đấy, có người em cho đồ không kìa. Đi ngắm cả hết rồi, thôi rồi cắm chuột. Bây giờ tôi xin phép là qua bên này. Bên này lại chết à. Qua bên MU trừ BK. Rồi, ngon. Đây. MU trừ BK tôi đang đi cắm Master nha mọi người. Cắm được 228 điểm rồi này. Cứ về thành liên tục thôi. Bây giờ lên Arena tiếp này.
Đây, tôi đang chơi DK, bên này đang chơi DK anh em ơi, đang đi cắm master. Hôm nay reset master là về một hết, anh em phải đi cày lại master hết. Tao nhóm cái nè. Bên này tao nhóm hơi hơi đuối. Tôi đi cày mình nó nhanh anh em. Tao nhóm cái nè. Tao nhóm vào việc. Bây giờ tôi sẽ chơi ARF nhá. Có người anh em nào bảo chơi ARF đúng không? Tôi sẽ chơi ARF nhá. Để hướng dẫn anh em cách cộng coi đơn giản lắm. Anh em là chơi RF tân thủ thì ấn số 1 cái nhà để tôi biết nhỉ. Ngọc rơi này, full mẹ thùng nha bạn. Full luôn này. Đấy, cắm chuột này. Chuột từ tối giờ này full thùng luôn này, hộp quà này. Ring pen này. Đấy. À, ngọc Blade này. Rơi tầm ầm ầm này. Cùn đi thôi, xin phép nhá. Bây giờ mình sẽ tạo nhân vật RF nhá, tân thủ luôn này. Để hướng dẫn anh em cách chơi và cộng coi luôn. Pet kia ra đâu thế? Pet kia mua anh em ơi, mua trong game. Anh em bán. Bây giờ tôi sẽ tạo một nhân vật RF anh em ơi. Đấy, để mà tạo nhân vật RF thì bắt buộc là trong cái dàn ác chơi này phải có nhân vật phải có level 400 nhá. Phải có level 400 như con này này, level 400 này, level 400 thì mới tạo được RF anh em nhá. Đấy, thiết binh này xin phép là đặt tên là nhân vật tên là Tuân nhá, NV Tuân này. Nguyễn Văn Tuân đúng không? NV Tuân. Ok chưa? Đấy, ấn vào rồi. Đây là nhân vật hoàn toàn mới tân thủ luôn. Khi mà vào đây là anh em sẽ được 50.000 point này. Đấy, 50.000 point. Và anh em sẽ gõ cho tôi một cái lệnh để lấy đồ. Sổ chéo tân thủ. Enter cái là có đồ luôn. Đấy nhá, set đồ full cộng 15. Hạn 30 ngày. Tiếp tục anh em lại gõ lệnh tiếp này. Sổ chéo là nhiệm vụ để làm nhiệm vụ 3. RF chỉ ấn một cái thôi là làm nhiệm vụ 3 rồi. Thế là xong. Rồi tiếp tục bây giờ cộng point thôi. Chuột phải vào số 25 này này, chuột phải vào đây. RF mà đánh theo kiểu đó là có hai dòng, một là dòng đánh theo RF máu này và đánh theo RF ảo ảnh liên hoàn. Bây giờ tôi sẽ xin phép mà đánh theo kiểu là ảo ảnh liên hoàn anh em ơi. Sức mạnh là cộng 10.000. Đấy. Nhanh nhẹn là cộng 10.000. Đấy, và năng lượng cộng 30.000. Đấy, chơi theo kiểu RF đó là đánh năng lượng anh em ơi. Còn này cộng màu máu đây 72. Lên. Reset bao nhiêu bạn ơi nhá? Con này reset không lần anh em ơi. Đấy, sau khi mà cộng boy xong này, đấy, có lệnh tân thủ xong này, có lệnh nhiệm vụ xong, bây giờ anh em mặc đồ thôi, mặc được cái gì thì mặc nhá. Đấy, mặc được cái gì thì mặc. Tôi mặc được cái wing này 25 đấm này. Đấy, ring pen này. Đeo được con sói lên này. Đấy, có cái đồ này phải level 400 mới mặc được anh em ơi. Đi vã thôi anh em ơi, giờ đi vã thôi. Qua bên Noria. Đấy, học skill. RF thì phải level phải trên 100 thì mới học được skill ngon anh em ơi. Mình cứ mua đã, vật ngã này. Đấy, học được cái gì học, chưa học được đâu. Đấy, thằng RF này nó skill nó phải dùng theo cấp độ anh em ạ, phải dùng theo level. Bây giờ đánh bằng tay thôi. Chào anh em Hiếu Nguyễn, không tải game dùng hết biện pháp tắt virus vẫn không tải được ạ. Do máy anh em ơi, máy nó bảo mật quá kinh luôn. Nhiều máy nó bảo mật kinh lắm anh em ạ. Đây. Con game này là gì đánh level là không lên coi em nhá, cố định coi rồi. Đấy, chào anh em cá mập 23 này. Đấy, đánh lên không lên coi anh em ơi, cố định rồi. Các bạn anh em chỉ việc đi sân boss kiếm đồ thôi. Không phải cày reset. Không phải cày coi. Đấy. Anh em nào cày reset vẫn được. Tại vì reset thì gọi là reset cho vui thôi. Con DK reset bao nhiêu lần mà? Con DK. Con DK vì đấy reset là 3 lần hay 4 lần thì anh em. 3 lần hay 4 lần thôi. Reset 1 lần hay reset 1.000 lần thì coi cũng như nhau thôi anh em ơi. Quan trọng là khác nhau về đồ thôi. Đấy, level 75 bây giờ xin phép đọc qua bên map Ananas này. Học được skin gì chưa? Học được gì thì học thôi. Đấy. Mới học được cái mấy chiêu búp thôi anh em ơi, chiêu búp thôi. Rồi giờ mới đánh bằng tay này. Đây là nhân vật hoàn toàn mới em nhé, tân thủ đấy. Tân thủ đấy, tân thủ đấy. Này cá mú này, cá mú này. Đấy, level 117 rồi. RF đánh lúc đầu cũng hơi lâu anh em ơi. Nếu mà anh em mà chơi thì tôi khuyên anh em là chơi số master nhé.
Sơ mô tơ đứng đây ngoáy rồng một phát là level 300 luôn. Còn thằng RF này đánh hơi bị khổ luôn. Đấy, đây là RF. Đấy, chừng con một anh em ạ. Bây giờ học được gì không? Mấy cái chiêu này này. Đây rồi, học được rồi, học được rồi, học được rồi, học được rồi. Học được cái chiêu gì đây? Đây, học được chiêu cầm thét là ok anh em ạ. Cầm thét này, vật ngã này, xuyên thấu này, búp này, hộ thân búp này, tăng thể lực búp này. Đấy, đập cái này, úi dồi, ngon chưa? Đấy, rồi FD farm là dùng chiêu này anh em nhá. Dùng cái chiêu gầm thét này là farm chuẩn nhất, rộng nhất. Ảo ảnh liên hoàn thì farm thì là phạm vi nó hơi bị hẹp anh em ơi, ít mục tiêu, và con này thì cứ trong phạm vi là nó vã hết. Nhiều rồi, đeo vào 199 rồi này. Đấy, 199 bây giờ đeo được ring pen này. Ring pen này. Quần áo chưa đeo được. Để xin phép là lên map K2 em ạ. K2 để farm. Nhiệm vụ của em bây giờ đi farm quái làm sao nó càng nhanh càng tốt để lên level anh em ạ. Càng nhanh càng tốt để lên level 400 để đi support thôi. Kiếm đồ thôi. Đấy, đứng mẹ đây luôn kìa. Luôn đây này. Đúng auto luôn này, tích vào cái biểu tượng cà lê này để cài đặt auto anh em ơi. Tăng phạm vi lên này. Đấy, tấn công xung quanh để 5 giây tự động quay lại này. 5 giây này. Đấy, skin này, tôi dùng skin cầm thét anh em ơi. Búp này, 1 búp này, 2 búp này, 3 búp này, tích vào đây để kích hoạt búp này. Xong ấn lưu thôi là xong. Ấn play, đây là xong cái phần auto tự đánh nha anh em ơi. Bây giờ auto tự đánh cho tự đánh thôi. Cảm ơn người anh em Mai Tuấn Minh đã follow. Chào người anh em Linh Ngọc, rồi em cộng điểm như nào. Đấy anh em ơi, đây rồi em cộng điểm như này nhá. Anh em cảm thấy cộng nó không đúng thì anh em gọi có lại nhà sổ chéo tẩy điểm thôi. Là cộng lại anh em ạ. Là cộng lại từ đầu. Tẩy điểm free luôn. Auto nhặt đồ đi bác đây này. Đợi tí nhá. Bây giờ tôi sẽ lên map Arena nhá. Để đi nhặt đồ này. Đạp to đấy. Lên Arena luôn này. Arena thì hơi khó thở anh em ạ. Arena khó thở lắm. Chỉ cày được một lúc thôi, cắm một lúc là về làng rồi, là về thành. Không phải nhìn nó đây. Đây là đấy, cháu đéo là có con người. Còn các ông gọi là mọc sừng trên người, ông chơi thôi đấy. Còn là mấy ông gọi là đồ ngon anh em ạ. Đây có người. Thôi để cắm mẹ đây đi, KS anh ạ. Không tăng lốt này, nghe chừng đánh đuối đuối này. Bây giờ hướng dẫn anh em là cách auto nhặt đồ nhá. Mẹ tích vào clay này. Đấy, phần đánh này, auto tự đánh này ok rồi nhá. Anh em cùng lại màn hình nhá. Bây giờ là sang phần nhận được này. Phạm vi này. Tăng lên này, sử dụng vật phẩm này. Đấy, lựa chọn vật phẩm tích vào đây này. Nhặt ngọc này, nhặt món đồ hoàn hảo này. Thêm item bổ sung này. Đầu tiên đánh từ huy này. Để nhặt huy chương vàng này. Đánh từ sô cô la để nhặt hộp quà sô cô la này. Đấy, ép xỉ viên hoa nhá. Đánh từ con đo để nhặt lông vũ con đo và linh hồn con đo này. Đánh từ hộp cách quà cách bạc này. Hộp cách quà cách bạc này để nhặt hộp quà bạc này. Đấy, hộp cách quà cách vàng này, nhặt hộp quà vàng này. Đấy, l cách v để nhặt lông vũ này. Giờ biết thường thôi. Đấy, lông vũ là l cách v này. Rồi là bùa cách kết, cách hợp, cách trao này, để nhặt bùa hợp trao này. Đấy anh em ấy lại đi, chụp lại màn hình nhá. Đấm con đắc lốt đi, đây để được đấm luôn nữa đắc lốt này, mẹ đấm không biết có chết không. Tôi thiết lập này. Đây xin phép đấm đắc lốt nhá. Tạo nhóm ok này. Bị vẻ ui rồi ơi, chưa kịp đánh nó giết thằng bạn thôi đấy nha. Đấy. Ông nào bảo tôi đánh đắc lốt đấy. Tôi mới chỉ là nghĩ trong đầu thôi mà nó đã vã tôi rồi.